Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay có một người mới tới. Lần đầu tiên là cô Mai. Cô Mai mới đến chủ nhật lần đầu tiên nhưng mà cũng có đến để học nhiều lần rồi. Cô Mai là phu nhân của mình. Rất ba lên. Cô hạnh chưa tới. Trước hết tôi xin nhắc lại là cái buổi lễ Đức Phật hiện sắp tới nè, là ngày 10 tháng 5. Quý vị có biết hay là nhớ được thì nhớ là giờ California là 2:42. Sau khi chiều trong cái buổi lễ đó mình có thể nếu mình nào ngủ được để xuất vía lên đó thì tốt, còn nếu không ngủ được mình cố lành không bị cũng bình nhưng mà tâm hồn yên tĩnh để nhận được những cái năng lực của mình đấy, của Đức Phật mỗi năm chỉ có một lần thôi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được hân hạnh giới thiệu giáo sư Việt Văn, giáo sư Văn Chương, Hoàng Thái Văn sẽ nói với chúng ta về cái đề tài niết tâm và lòng tin. Cái đề tài này ở trong cái quyển dưới kinh thầy ở phía sau đó có nói rất nhiều, chỉ nhắc nhở là thôi. Chúng ta sẽ chú ý về thế nào là niết tâm và lòng tin. Kính mời Việt Văn tiếp tục. Chào quý vị. Trước hết đó, thì tôi phải nói lời cảm ơn các anh Nghiệp với chị Kim. Rồi mỗi lần tôi lên thuyết trình đó thì anh Nghiệp rất là mất công với tôi để phải giúp tôi tìm slide rồi tìm quầy slide. Thế còn là tôi không có làm được gì hết ngoài cái việc đánh máy bài thôi. Thế rồi chị Kim thì giúp sửa soạn chỗ ngồi đó. Thứ hai nữa là anh Nhật đó, thì anh Nhật nói thế tôi hai lần tôi nằm nhà thương. Thì thưa quý vị, tôi chưa có biết xuất hồn xuất vía gì hết nhưng mà tôi xuất phát được một lát. Thì hai lần tôi nằm nhà thương thì anh Nhật đều bán chuyện cho tôi và nói thế thôi. Nhưng mà chắc đến lần thứ ba thì anh phải nói những gì. Nếu mà tôi nằm nhà thương lần thứ ba nữa thì anh Nhật sẽ phải nói giúp tôi những gì. Rồi, vì là hai lần tôi nằm nhà thương cho nên trí nhớ của tôi suy giảm rất nhiều. Thì nếu mà có cái gì sơ sót đó thì mong quý vị hãy giúp dùng. Vì hai cái đề tài này trong dưới chân thầy nói rất là vắn tắt và hàm xúc. Thì thưa quý vị, tôi nghĩ rằng chi bộ của chúng ta đó giống như một khu vườn mà mỗi người trồng vào đó một cây. Thì có những cây mà phát triển tốt đẹp, rồi cho huynh đệ hoa thơm trái ngọt. Nhưng mà có những cây thì còi cọc, bị sâu ăn. Thế vậy thì tôi đã được hưởng những hoa thơm trái ngọt từ các bài giảng thuyết tuyệt vời của các huynh đệ đến các món chay tuyệt vời của các chị. Vậy thì tôi có một phần tôi cũng phải đóng góp một cây, dù cái cây của tôi là cây còn, tôi cũng phải đóng góp một cây. Và theo tôi cũng theo quy luật 6 trong bài của chị Hạnh, tức là phụng sự theo khả năng và theo trình độ trong bài chị Hạnh nói lần trước. Thì trong bài này đó tôi sẽ tìm những ví dụ thực tế trong đời sống và trong sử sách. Thì tôi nghĩ rằng cõi trần là cái nơi ta phải học hỏi, ta phải kinh nghiệm và ta phải học bằng cái thể xác này, ta phải học trong cuộc sống này. Vì thế tôi tìm ví dụ từ các trường hợp cá nhân đến tập thể. Trong những trường hợp đó, quyền năng tư tưởng đã tác dụng như thế nào và ý chí con người đã tác dụng như thế nào. Trước hết tôi xin trình bày cái giảng bài. Phần thứ nhất đó là dẫn nhập. Thầy nói về xuất xứ trong phần 3 của cuốn dưới chân thầy. Phần hạnh kiểm tốt, có 6 hạnh kiểm tốt. Phần thứ hai là diễn giải và thí dụ chứng minh. Thì ta lớn là định nghĩa về thí dụ, về nhất tâm và lòng tin. B lớn là có những hạn chế, những cản trở ở sự thành công. Và C lớn là sự tiếp tục thực hiện hoài bão. Và phần 3 là phần kết luận, là niềm hy vọng của chúng ta nếu chúng ta có ý chí. Bây giờ tôi xin vào bài. Phần thứ nhất là dẫn nhập và xuất xứ. Hai đức tính này được nói rất ngắn gọn
trong phần 3 của cuốn Lưới Chân Thầy. Vì thế tuy là tôi cố hiểu theo trình độ và quảng diễn theo khả năng, nhưng mà chắc chắn còn nhiều sơ sót lắm. Vì trong phần lời nói đầu đó, Đức Thầy có nói rằng là bạn phải chăm chú từng chữ, bắt lấy từng ẩn ý. Nếu bỏ sót một chữ hay một ẩn ý thì nó sẽ bị bất hẳn, vì Ngài không nói hai lần. Bây giờ tôi xin diễn giải và tìm thí dụ. Thứ nhất là diễn giải và thí dụ về nhất tâm và lòng tin. Thì tôi xin tìm thí dụ về cá nhân trước. Thí dụ này ở trong Liên Kết Trong Đời Sống. Một hoàng đế xưa ấn muốn tuyển hiền tài, muốn mở một cuộc thi. Nếu ai mang được một thùng nước từ sông Hằng về thẳng cổng thành đó thì sẽ được thưởng. Thì hơn 1.000 người dự thi. Nhưng mà khi họ vừa múc nước ở sông Hằng lên đó, thì thấy tiền vàng lặn đầy đất. Mấy trăm người bỏ đi được tiền vàng. Thế đi một quãng nữa lại thấy nhiều kiệu hoa lộng lẫy để bên đường. Và mấy người phu kiệu hô rằng là ai nhân kiệu vào thành thì sẽ được dân chúng hoan hô. Thấy mấy trăm người nữa lại nhào lên kiệu rồi. Đi một quãng nữa lại thấy một đoàn mỹ nữ xuyên đi lộng lẫy vẫy gọi. Thì mấy trăm người nữa lại nhào ra bỏ đi theo đoàn mỹ nữ. Và đi với một quãng cuối cùng thì thấy có một đạo sĩ ngồi trên thảm, nói rằng ai theo ta thì sẽ học một phép tàng hình hô phong hóa vũ, chỉ đá hóa vàng. Thì thưa quý vị thấy là những cái cám dỗ này nó đi từ thấp cho đến cao. Cám dỗ thứ nhất là tiền bạc, cám dỗ thứ hai là danh vọng, cám dỗ thứ ba là nữ sắc, rồi đến cám dỗ thứ tư là quyền năng. Thế thì mấy trăm người đó, mỗi một đoạn có mấy trăm người bỏ đi theo và cuối cùng chỉ còn một người mang được thùng nước về đến nơi thôi. Thì vua mới hỏi là tại sao ngươi không bị sao lãng vì các việc trên đường. Thì người đó nói rằng mắt con chỉ tìm cái cổng thành và tai con chỉ nghe cái lời Ngài nói, cho nên con đi thẳng về đấy. Thì là vua nói là ngươi tỏa là người ta mong đợi. Quý vị thấy là trong cái thí dụ này đó, cái sự nhất tâm đó, không có bị sao lãng của các việc trên đường, nó có một kết quả rõ ràng. Bây giờ tôi xin nói về lòng tin. Về lòng tin ở đây đó có ba phần. Thứ nhất là tin ở thầy, thứ hai là tin vào thiên luật, và thứ ba là tự tin thì tin ở mình. Tin vào thầy đó tức là tin có một đấng thượng đế tối cao điều khiển vũ trụ và có các đấng thiêng liêng ở mọi cấp bậc để phụ tá Ngài. Mà trong đó, đó thì Đức Thầy đó là cái đấng trung gian mà gần chúng ta nhất cùng trong thiên đoàn. Bởi vì đức tin đó là cái dây dẫn điện để nối kết đến cùng với sư phụ. Cho nên nếu không có đức tin đó thì ân huệ từ sư phụ không thể truyền đến đệ tử được. Trong Dưới Chân Thầy có nói là con phải tin thầy con, vì nếu con không có niềm tin trọn vẹn thì từ ái và thần lực có thể chuyển từ thầy sang con được. Khi con đã được thấy thánh dương sáng chói của Ngài thì mọi dục vọng đều tiêu tan và con sẽ hết lòng tin thầy từ kiếp này sang kiếp khác. Thì ông Ôn Cốt đó, ông đã nhiều lần được diện kiến chân sư, nhưng mà có hai lần ông được chân sư để lại cho một bậc lòng tin, vì thấy rằng là ông có vẻ sững sờ, không biết là thực hay là mơ. Thì chân sư có để lại cho ông ấy một cái khăn vấn đầu khi ông ở New York, và khi ông ở Tích Lan thì chân sư có để lại một bức khăn lụa, một bức thư nói trong cái khăn lụa để làm tin rằng là ông đã gặp chân sư thật sự chứ không phải là ông có nằm mơ. Thì ông ấy phát biểu ý kiến là lời của ông Ôn Cốt: nếu có ai hỏi tôi về niềm sung sướng nhất, tôi sẽ trả lời và được nhìn thấy và nói chuyện với một vị chân sư. Vì dưới ảnh hưởng thánh thiện của Ngài, tâm hồn ta nảy nở như cái hoa dưới ánh mặt trời, và bản thể ta tràn đầy một niềm an lạc không tả. Nhưng mà tuy nhiên, đức tin phải khác với tín điều hay là giáo điều. Vì tín điều đó có đức tin mù quáng, chỉ căn cứ vào uy quyền của một giáo hộ hay là một giáo đoàn. Thứ hai, sẽ có lòng tin thì phải tin vào thiên luật. Thiên luật là các định luật bất di bất dịch của vũ trụ. Tin vào thiên luật thì đừng sống trái luật trời. Vì người hoài nghi hay duy vật sẽ không có đời sống ở cõi trời chân phúc. Bên kia tuổi tử
y sẽ không có được cái thời gian của thượng giới, y sẽ đắm chìm vào một giấc ngủ dài trống rỗng và bỏ mất một kiếp sống vô vị vì không đồng hóa được kinh nghiệm. Và cái đức tin chân thật này đó phải xuất phát từ sự hiểu biết về những định luật thiên nhiên phù hợp với công bằng và bác ái. Phần thứ ba là tự tin. Đức thầy nói là con phải tin chính con, con người thật của con là một điểm liên quan của thượng đế, và thượng đế là nó toàn năng ở trong con. Cho nên nếu con quyết tâm thì không có việc gì con không thể làm được, vì điều gì con người đã làm được thì con cũng làm được, và thượng đế ở trong con. Cho nên ý chí của con để vững chắc khi kép đã chung thì con có thể làm được mọi việc. Tuy nhiên đức tin phải có tính phân biệt để không rơi vào mê tín hay là cuồng tín, vì mê tín thì là mù quáng, còn cuồng tín thì là bạo lực. Giờ tôi xin qua phần C lớn là nhất tâm kết hợp với lòng tin thì sẽ đưa đến thành công. Và tôi xin đưa những cái ví dụ trong đời sống. Thứ nhất là ví dụ về cá nhân. Ngày xưa chúng tôi đi học đó, đọc ra rả như cô kêu mùa hè. Cái thầy giáo gõ cái trước một cái đọc 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6. Thế thành ra chúng tôi được nhắc nhở, đã không có thông minh sáng láng để còn lười học nữa. Cho nên được nhắc nhở về cái điển tích ông Nguyễn Xuân Quang rất giỏi trẻ vàng. Và ông này ông không có sáng giả, ông học lâu lắm, nhưng mà ông rất là quyết tâm. Cái nhà ông ấy nghèo, có một người câu, thì mỗi lần ông học bài đó, ông ra ngồi một thời tiền câu, ông học nó phải gõ vào gốc cây câu làm nhiều chữ một bài, gõ cái gần chết cả một người câu những một bài. Thì bà chị dâu mới thấy thế, mới nói là thôi em ơi, nhà mình nghèo lắm, đất sỏi không có trạch vàng đâu, trạch là con lươn đó, con lươn ở đất bùn chứ không phải đất sỏi. Thì nhà mình nghèo với đất sỏi chứ không thể có trạch vàng được, thôi em đừng có của công mà học. Nhưng mà ông cố chí và sau đó cũng thành công. Thì chúng tôi là những cái học trò mà người 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 dốt, cho nên mình nhắc nhở hoài như vậy. Thế bây giờ qua cái phần mình chỉ huy, nếu mà bây giờ có ý chí vững mạnh ở một cá nhân như vậy, còn bây giờ qua một tướng lãnh của sự chỉ huy, thì chúng ta biết rằng là đọc nguyên 3 lần gầy xéo chúng ta, gầy xéo khắp cả từ Âu sang Á, nhưng mà Trần Hưng Đạo đã 3 lần thắng đọc nguyên. Và một lần Trần Hưng Đạo đã chỉ tay của sông Hóa mà thề rằng là không thắng giặc, không về đến cũ, và cái trận đó nó đã thắng vẻ vang. Đấy là cái ý chí ảnh hưởng đến quân sĩ. Rồi Lý Thường Kiệt với 4 câu thơ bất hủ: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Tư, Tiệt Tiên Hữu Phận Tại Thiên Thư, Như Hà Địch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nữ Nhật Hành Khang Thủ Bại Hư. Rồi Vua Quang Trung với Huệ, trong lần đại phá 30 vạn quân Thanh, đã hẹn với quân sĩ rằng là ngày 7 tháng Giêng ta sẽ vào ăn Tết ở Thăng Long, và quân sĩ đức lòng chiến đấu. Thì ngày 5 Tết em tên ốp cái mic của anh nhé, cái mic của anh nhé, tôi không có tên nào đâu, không cần lớn lắm đâu. Với cái chiến thắng cảnh, với cái chiến thắng chắc chắn như vậy đó, chiến thắng vẻ vang như vậy đó, ngày 5 Tết đã vào ăn Tết ở Thăng Long rồi. Là đấy là những trường hợp mà nhất tâm kết hợp với lòng tin, lòng tin sắt đá thì đưa đến thành công. Nhưng mà thưa quý vị, còn có những hạn chế, những cản trở trong cuộc đời. Vì đường đời cũng phải lúc nào cũng êm đềm, và phải với ai cũng êm đềm, như là con đường đi thân cây dài bóng mát để ngắm tiên. Vì mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Có những bậc thiên tài đầy nhiệt tâm phục vụ và vẫn thất bại vì không gặp đủ các yếu tố thuận lợi như là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta sống trong cõi nhị nguyên thì phải sống vô thường và bất toàn, cho nên bị nhiều cản trở. Những trở ngại và hộ tạng như thiếu phương tiện, thiếu về năng lực, trí lực, thể lực, và những trở ngại ra ngoài giới như hoàn cảnh xã hội, môi trường, thời đại chiến tranh hay là thiên tai, hay trình độ dân trí. Ví dụ bây giờ một ví dụ cá nhân, thì một học sinh
một học sinh quyết tâm theo đuổi một ngành học, cố sức trải qua những năm dài lằng đằng, cam go vất vả, đốt ngủ quên ăn để học bài. Nhưng mà một tai nạn bất ngờ phải đến, sẽ cắt ngang tiến trình tốt đẹp của nhân sự. Bây giờ qua trường hợp một người chỉ huy, một vị quân vương hay một vị tướng lãnh có tài như Hồ Quý Ly, là cái người rất thông minh và có tài, là người đầu tiên đã nghĩ ra phát hành tiền giấy để tiện dụng cho dân chúng, nhưng mà bị dân chống đối, cuối cùng bị giải sang tàu và chết ở bên tàu. Hay là Vua Quang Trung tập trung các chùa nhỏ rải rác về chùa lớn, rồi cho khảo sát khả năng của các tăng sĩ về thần học để tránh việc trốn chính ở chùa. Ngài chủ trương dùng chữ nôm trong công văn để tránh dễ lệ thuộc Hán văn, nhưng mà bị chê là vua xuất thân là nông dân ít học, nôm na là cha mách qué. Ngài đã cải cách được nhiều việc đáng kể, dùng thời gian chỉ trì ngắn ngủi như là kiểm kê dân số, giao cho La Sơn phu tử Nguyễn Khiếp do được giáo dục và mở trường học khắp nơi. Hay là trong khoảng thế kỷ 16 sang đầu thế kỷ 17 là thời kỳ nở rộ của các nhà nhân văn từ Âu sang Á, ví dụ như Copernicus, Ba Lan, Bruno, Ý tìm ra trái đất quay chung quanh mặt trời nhưng mà bị bắt giam và bị chư sống. Rồi Galileo làm ra kính thiên văn chứng minh thuyết của Copernicus là đúng, cũng bị bắt giam. Kepler tìm ra thêm sự chuyển động của các thiên thể cũng bị bắt giam. Và khi ông Galileo gần chết 80 tuổi đó, thì ông được đưa từ nhà giam cho đến tòa án thị giáo, bắt phải sửa lại sách theo ý của giáo hoàng. Thì ông nói là tôi sẽ sửa lại sách theo ý của ngài, nhưng mà tôi cần trình với ngài là cả mặt trời lẫn trái đất đều không đọc sách của tôi. Cho nên sự thật thì trái đất vẫn quay chung quanh mặt trời. Rồi qua Á Châu, thì nữ hoàng Sen Đốc là đầu thế kỷ 16 là người đầu tiên xây đài thiên văn ở Á Châu, cho dân chúng được tự do đến đài quan sát các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực để không còn bị cái giới tu sĩ nhịp bẩn, mà đặt luật cải cách ruộng đất để thử thảm hóa dân nghèo, chủ trương dùng đạo Phật làm quốc giáo, bãi bỏ đền thờ có tục giết vật lấy máu tế thần. Nhưng mà tiếc thay vì không gặp thần, trình độ dân trí còn thấp kém nên các bậc thiên tài ở trên về quân sự, chính trị cũng như khoa học đều hiển mệnh và thất bại. Chớ đem thành bại luận cái mừng, vì thành công hay thất bại trong một kiếp còn tùy thuộc sự chuyển vận của cơ tạo hóa, tùy nguyện nghiệp của mỗi người và cộng nghiệp của quốc gia, xã hội. Nhưng mà điều chắc chắn đó, là khi chúng ta đã tập được luyện được một đức tính nào, không bao giờ mất, và các bậc thiên tài sẽ tái sinh khi nhân duyên hội tụ tiếp tục hướng dẫn dân chúng và phục vụ nhân sinh. Thưa quý vị, trên tôi đã trình bày là cái quyền năng của tư tưởng. Khi một người có tư tưởng mạnh đó, thì nhất quyết theo đuổi cho đến đạt được kết quả. Và khi mà cái quyền năng tư tưởng đó của một người chỉ huy thì có thể lôi theo cả một khối tư tưởng của những người theo, để nó thành một khối tư tưởng mạnh và nó ảnh hưởng đến xã hội, đến mọi người xung quanh. Thế vì thế, tuy rằng có những hạn chế, những cản trở, nhưng mà chúng ta không phải chỉ sống có một kiếp ngắn ngủi này, mà kiếp tiến hóa của chúng ta trải dài. Cho nên nếu ý chí của chúng ta còn mạnh thì chúng ta sẽ thực hiện nó ở một kiếp sau. Và sau đây tôi sẽ trình bày vài trường hợp qua sách vở mà cái ý chí mạnh mẽ đó còn tiếp tục thực hiện kiếp sau. Ví dụ ông Ôn Cốt, một trong hai vị sáng lập viên của Thông Thiên Học, đã chấn hưng Phật giáo, lập trên 400 trường Phật giáo và một số chi bộ Thông Thiên Học ở Việt Nam. Và chính ông là người đã vẽ ra lá cờ Phật giáo trong Đại hội Phật giáo Thế giới ở Columbus. Và tiền kiếp của ông là vua Ashoka, vị vua lừng lẫy với các chiến thắng và có nhiều công đức hoàng dương cánh phát. Phần này thì xin quý vị xem ở trong cái bài đọc thêm. Và chủ trương của vua Ashoka có nhiều
là ông Hugh Casey, là con của Edgar Casey, là một nhà khảo cổ. Một ngày nọ, trong khi mà ông đang làm việc ở Ai Cập, thì ông gặp một thanh niên người Ai Cập đến xin làm hướng dẫn viên cho ông để học tiếng Anh và y muốn sang Mỹ. Thế đến khi đêm đó, ông về khách sạn, thì ông mới nhớ lại là một tiền kiếp của ông đó, ông là vua và cái người thanh niên kia là cận vệ. Thế khi ông bị bọn phản nghịch tấn công, thì người lính đó đã nhào lại và hứng chọn cái mũi giáo đâm suốt con mình đi. Thì ông vị vua mới ôm người lính trung thành đang hấp hối, bảo rằng người ráng sống, người muốn gì đó cũng cho. Nhưng mà cái người lính đã chết vì bị thương quá nặng. Bây giờ đó, ông nhớ lại tiền kiếp và ông nhớ lại cái lời hứa của ông với người lính. Cho nên ông cố sức ông đem đi qua Mỹ, ông cho y học hành thành đạt để ông lại gây dựng hôn nhân cho y. Nhưng mà người vợ của y đã nói với ông rằng là y có hai vết bớt ở trước ngực và sau lưng. Và mỗi lần mà y đi làm đó, y chậm về đó, thì cô vợ rất là lo lắng. Nhưng mà khi cô vợ được biết là người đó chính là chồng mình trong kiếp trước, hai cái vết bớt đó là hai vết giáo đâm. Và cô cũng chính là cái người vợ đã lo lắng chờ chồng về trong cái ngày mà anh ta bị giết chết. Thành ra từ đấy cô được giải tỏa cái nỗi lo. Nhưng mà thưa quý vị, qua cái thí dụ này đó, thì tôi có một ý kiến riêng là ông này ông đã giữ lời hứa từ tiền kiếp. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận lời hứa, cẩn thận lời nói và cẩn thận lời hứa. Là bởi vì tôi nhớ đến chuyện Dương Quý Phi hứa với Đường Minh Hoàng là thế thế sinh sinh nguyện vi phu phục, kiếp này kiếp khác nguyện làm vợ chồng mãi mãi. Nhưng mà trong khi đó bà ấy lại thích An Lộc Sơn hơn Đường Minh Hoàng, ông vua già bố chồng. Thế mà hứa như thế rồi làm buộc mãi mãi thì chắc là chúng ta phải cẩn thận lời hứa. Một thí dụ thứ ba nữa, trong Đường Mây Qua Xứ Tuyết, vua Minh Đô Minh ở Miến Điện sơ xây dựng nhiều ngôi chùa nhỏ chung quanh một ngôi quốc tự lớn ở trên đỉnh đồi. Còn những ngọn đồi nhỏ chung quanh đó, thì xây các ngôi chùa nhỏ xếp đặt theo hình cánh hoa sen, rồi cho thỉnh những bộ kinh quý ở các nơi về và khắc trên đá bằng ba thứ tiếng là Pali, Sanskrit và Miến Điện. Nhưng mà công trình chưa xong đó, thì ngài bị bệnh qua đời. Còn vua kế nghiệp chỉ lo ăn chơi và ủng hộ, cho nên các ngôi chùa bị bỏ hoang phế và làm nơi trú ngụ cho người trước. Một thời gian lâu sau đó, thì có một tu sĩ khất thực mới đi qua đó, mới phát tâm rồi làm tư nguyện ở lại, cạo rửa các bia đá, rồi thì là tu bổ các ngôi chùa. Thì tu sĩ này chỉ có một cái bình bát với một mảnh vải che thân, thành cho bọn cướp không có để ý làm gì hết. Nhưng một hôm tướng cướp mới hỏi rằng là tại sao ông làm cái việc gì vô ích vậy? Thì tu sĩ mới giảng giải rằng những cái tấm văn bia này nó chứa đựng cả bậc kho tàng minh triết, và giảng giải cho tướng cướp nghe. Thì tướng cướp hồi tâm giải tán đẳng cướp và nguyện theo tu sĩ. Cái sự việc mà một tu sĩ và cảm hóa được tướng cướp rồi lại giải tán được đẳng cướp khiến dân chúng quanh vùng mới kéo đến góp công góp của rồi trùng tu hết các ngôi chùa. Thì tu sĩ này tên là U Khang Ti. Thì ông U Khang Ti này đó, ông lại còn đi tuyên giáo khắp nơi và ông đi thỉnh các bộ kinh quý về để in. Nhưng mà cái số lượng kinh lớn quá, không có nhà in nào dám đảm nhận cả. Ông cứ tự tay đứng ra mở nhà in và in các bộ kinh quý. Thế khi mà Lạt Ma Govinda mà gặp U Khang Ti rồi mới kể lại cuộc gặp gỡ này cho thầy của ông là Hòa Thượng Tô Mô nghe. Thì Hòa Thượng Tô Mô nói rằng con không đoán ra ư, đó chính là vua Minh Đô đã trả lại để hoàn tất công việc. Thì chúng ta thấy rằng là một cái ý chí mạnh đó, có thể có tiếp sau. Bây giờ tôi xin sang đến phần thứ ba là phần kết luận, là niềm hy vọng của chúng ta. Và ý chí bao giờ cũng là điều quan trọng. Tôi xin kết luận bằng mấy lời của chân sư Tích Trong Vòng Tái Sinh. Sức mạnh của ý chí luôn luôn là tốt. Vì lý do đó, chúng ta chịu để ý và mất công với người có cá tính mạnh và lầm đường, còn hơn là người bình thường, lương thiện nhưng mà yếu đuối. Vì trong những giai đoạn đặc biệt, chúng ta dùng bất kỳ cơ hội nào hay người nào có thể thực hiện công việc, dù dưới mắt thế gian người đó không xứng đáng. Nhưng mà chúng ta cần những người có lý tưởng thực tế, chứ không phải mải mê đắm chìm trong lý thuyết. Chúng ta cần những ai biết quý trọng kho tàng vô giá của minh triết
và tìm cách diễn giảng lại nó hợp với trình độ của thời đại. Vì chúng ta không thể tiếp xúc trực tiếp với những người còn đang bận rộn canh sống, chúng ta phải làm việc gián tiếp xuyên qua những người đã sẵn sàng trở nên công cụ để phục vụ. Như vậy, hai đức tính nhất tâm và lòng tin cần đi song song. Vì có quyết chí mà không có lòng tin hướng về mục đích thì như kẻ trong thuyền ra khơi cũng có phương hướng. Còn có lòng tin mà không nhất tâm theo đuổi thì như kẻ nằm gốc cây há miệng chờ trái dục. Ví dụ chúng ta tin rằng là luật tiến hóa, đến hết cuộc tiến hóa thứ bảy, cuộc tuần hoàn thứ bảy thì sẽ được giải thoát, nhưng mà cứ nằm đó mà chờ không chịu tu tâm sửa tính. Còn như chúng ta đây, chúng ta bắt đầu học giáo lý và bắt đầu luyện hành là chúng ta đặt viên đá đầu tiên cho tương lai. Nếu mà theo luật luân hồi đó, thì những người đang gặp gỡ nhau và cùng theo đuổi một mục đích là những linh hồn đã có liên hệ với nhau từ trước. Nếu chúng ta cùng có quyết tâm và cùng có lòng tin thì hy vọng chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau để cùng được ngồi dưới chân thầy trong một kiếp tương lai. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Vân cho một bài thuyết trình nhất là có nhiều cái ví dụ, nhiều cái chuyện, câu chuyện lịch sử mà chị nhắc lại là chúng ta cũng bồi hồi về lịch sử, cũng nhiều sự hay. Bây giờ đến giờ thảo luận đó, ai có câu hỏi gì giơ tay lên để mà thuyết trình viên trả lời. Trong khi chờ đợi đó, chị Hạnh đọc câu hỏi thứ nhất ở xa gửi đến. Câu hỏi từ xa gửi đến, câu thứ nhất: nhất tâm và tính phân biệt được kết hợp như thế nào để người phụng sự không rơi vào cuồng tính? Dạ, nhất tâm ở đây đó, mà có tôi cho con giáp lại rồi. Nhất tâm ở đây nó theo tôi hiểu tức là có lòng tin, có lòng tin, có ý chí thì phải kết hợp với phân biệt để không rơi vào cuồng tính. Là bởi vì khi mà mình phải phân biệt, mình phải biết rõ là cái điều mà mình định theo đó nó có đúng hay không. Ví dụ, nhưng mà không cần là mình biết rằng là mình có tới được mục đích hay không. Ví dụ như là khi chúng ta nhất tâm đi vượt biên thì chúng ta đã phải phân biệt là chúng ta không thể ở với cộng sản được. Cái tên nhất tâm đi vượt biên dù có thất bại nữa. Ví dụ như anh Hiệp thì quyết tâm 7 lần, còn anh Mai quyết tâm tới 19 hay 20 lần. Cho nên tên nhất tâm phải kết hợp với lòng tin để không rơi vào cuồng tín. Bởi vì cuồng tín tức là chỉ nghe người ta nói thôi và tin một cách mù quáng. Có câu hỏi, lòng tin sau khi chết sẽ được Phật hay Chúa nhất và gọi cực lạc hay thiên đàng, có giúp ích cho người sắp chết hay không? Dạ. Lòng tin được sẽ được nước và đấng thiên đàng đó thì theo tôi nghĩ đó thì nó giúp ích đôi chút, là nó thuộc vào cái phần như là cận tử nghiệp, tức là trước khi chết người đó không nghĩ đến cái sự ham muốn rượu thịt gì đó mà nghĩ vào một đấng cao cả, thì nó giúp ích cho người đó là đỡ xa và cảnh thấp. Nhưng mà còn nếu mà vào thiên đàng đó thì phải còn tìm nghiệp lực, chứ không phải là chỉ có lòng tin mà vào thiên đàng. Cảm ơn chị. Mình qua đúng. Dạ thì có ai bổ túc câu trả lời không? Câu này cũng hay. Chị đọc lại câu hỏi. Câu hỏi là lòng tin sau khi chết sẽ được Phật hay Chúa rước vào cõi cực lạc hay thiên đàng, có giúp gì cho người sắp chết hay không? Thì thường thường những người sắp chết á, gia đình khuyên là nên nghĩ về Chúa Phật, người Phật chẳng hạn. Thì cái lòng tin đó muốn cho người ta có lòng tin là sau khi chết á được lên cõi cao, như vậy có giúp ích gì được hay không? Thì chị Vân nói được đúng là có thể giúp ích một phần, nhưng mà cái phần chính á vẫn là cái thể vía của mình, cái sự rung động của thể vía, tức là cái tình cảm của mình á, nếu là tốt đẹp á, nó rung động tốt đẹp á, thì nó được thu hút đến những cái cảnh, những cái cõi trung giới cao hơn. Tại vì trung giới nó có 7 cảnh, từ cảnh thứ 7 thấp nhất đến cõi số 1 là cao nhất. Thì mình làm sao mình tinh luyện cái thể tình cảm của mình cho nó tốt đẹp, cho nó không ích kỷ, thì nó càng ngày mình cao lên thôi.
Còn cái lòng tin thì cũng không giúp đỡ một phần, chứ không phải là không giúp đỡ. Nhưng mà ở đây nói là lên cõi cực lạc và thiên đàng thì chắc chưa có lên được liền đâu. Cả những người bình thường cũng vậy, có thể lên những cõi trung giới cao chút xíu, như là cõi cảnh thứ 7, thứ 6 này, thì cái lòng tin nó có thể được lên đến đó. Chứ nói là một người đương có tình cảm xót xa và chỉ lúc đó là niệm Phật hay là kinh đó, thì không có thể ai giúp mình được hết, tại vì cái tình cảm của mình đã xót xa quá rồi. Tôi có cái ý nghĩ thế này. Cái lòng tin của cái người mà sắp ra đi, sắp chết, thì cái người đó, cái gốc của họ là cái người đó, là cái người đó có cái thiện nghiệp hay không cái này. Để mà họ tin vào cái điều thiện nghiệp mình làm ra được thì mình sẽ được lên một cái cảnh giới gọi là cao thượng. Thì cái chính cái người đó họ tin hay không tin thì tức là người đó phải có một cái lối sống, một cái ý nghĩ lành mạnh trước khi họ đi về cái cõi khác. Nhưng chứ bây giờ họ là cái người bình thường, họ không tạo được cái điều gì tốt đẹp cho cuộc đời, cho tha nhân, cho mọi người, mà họ vẫn tôi chết, tôi không làm gì hết thì tôi sẽ được lên thiên đàng. Thì cái lòng tin đó nó đi sai con đường của gọi là cái lòng tin, cái nhất tâm của họ. Thì chị nói rất là đúng, nghĩa là do người đó, cái lối sống của người đó, cái sự tinh luyện, cái tình cảm, cái ý nghĩa của người đó trước, tư tưởng của người đó trước, nó có sự rung động. Mà sự rung động thấp á, thì nó phải bị lôi kéo vào cái những cảnh thấp của cõi trung giới thôi, chứ không có thể nào lên trên được. Dù là ai kéo mình cũng xuống vậy đó. Thì hồi đó có nhiều lần có nói về bà Thanh Đề đó, bà rung động thấp quá, bà ở cảnh thứ 7, gần như địa ngục đó. Con bà là Đức Bậc Tiền Liên, có thần thông rất là cao, mà cũng kéo lên không được. Trừ khi mà bà thức tỉnh lại, bà bỏ hết những cái xấu xa đi thì bà được lên thôi. Nếu ở đây không có hỏi, mời chị gặp câu hỏi số 2. Dạ, câu hỏi thứ 2. Người A tin tưởng bất cứ điều gì mà người khác nói, người B thì chỉ tin theo những điều mắt thấy tai nghe, thái độ của người nào là đúng? Thưa, cái câu hỏi này nó có hai phần. Thứ nhất là cái người A đó tin bất cứ điều gì người khác nói, phần sau đó phần thứ hai đó là người B chỉ tin theo những điều mắt thấy tai nghe, vậy thì người nào đúng? Thì trước hết tôi xin phân tích thái độ của người A. Người A tin bất cứ điều gì được nghe, nếu một điều mình nghe đó mà không có phân biệt, nó vô lý, nó phản khoa học, ví dụ như là Hà Nội có tivi chạy đầy đường, Hà Nội có cả núi bột ngọt, có mỏ dầu mã, thì nếu mà không có phân biệt đó, tin bất cứ điều gì người ta nói thì nghe cái loa phường nói suốt ngày thì tin cái loa phường. Đó là cái kỹ thuật của chiến tranh tâm lý tuyên truyền. Và nếu thứ hai là đến phần người B là mắt thấy tai nghe, thì ví dụ như là bà mẹ của ông Tăng Sâm là một người hiền có tiếng, học trò Đức Khổng Tử, thì bà mẹ biết con là người rất là hiền, không bao giờ phạm tội ác. Nhưng mà có một hôm đó, có một người trùng tên Tăng Sâm giết người, thì người hàng xóm chạy về nói là Tăng Sâm giết người, đã không tin. Người thứ hai cũng chạy về nói là Tăng Sâm giết người, đã bị rung động. Và người thứ ba cũng nói Tăng Sâm giết người, thì bà mẹ sợ quá bỏ trốn. Đấy là tin những điều tai nghe. Nhưng mà bây giờ tôi xin kể một ví dụ này của anh Mai kể trước. Tôi xin phép anh Mai kể là chuyện Nhan Hồi ăn bụng cơm. Và Nhan Hồi cũng là một học trò nổi tiếng hiền của Đức Khổng Tử. Thế hôm đó đến phiên ăn Nhan Hồi nấu cơm, thì một người học trò mới lên mách thầy rằng là Nhan Hồi nấu cơm xong rồi đó, xới cơm ra ăn bụng trước. Thế đến lúc đến bữa ăn đó, thì ông Nhan Hồi ông nói rằng là thưa thầy, con đã ăn rồi, phần của con đã ăn rồi cho nên con không ăn nữa. Thế thầy mới hỏi làm sao, thì Nhan Hồi thưa rằng là ban nãy con đang nấu cơm thôi, thì mồ hóng ở trên trần nó rớt xuống cái nồi cơm, thì con mới hớt cái chỗ cơm có bổ hóng đi, cho nên con ăn trước cái phần cơm có bổ hóng đó, thì bây giờ con ăn đủ rồi, con không ăn nữa. Thì Khổng Tử mới than rằng là như vậy đó, những điều gì mắt ta thấy chưa chắc đã đúng, tai ta nghe chưa chắc đã đúng. Đây là ví dụ hôm nay đã kể. Có ai thắc mắc cho cậu? Dạ, cậu có thắc mắc cho cậu? Nghĩa là tức là kết luận là mình không nên tin những điều gì mắt thấy tai nghe, mà cũng không nên bỏ qua những gì mà người khác nói, tại vì nhiều khi nó mình thấy nó hơi ấy nhưng mà nó đúng. Có những người dễ tin lắm, thì
mà cũng có những người khó tin lắm, nói gì người ta cũng không tin đâu. Ví dụ ở đây nè, có một vài người đến đây rồi học về vấn đề chết á, thì những người ác, nhưng mà họ thương gia đình thì kia, họ cũng được lên thiên đàng, thì họ nói không đúng, ác thì phải xuống địa ngục thôi, chứ không có thể lên thiên đàng được. Nhưng mà cũng có thời gian họ lên thiên đàng chứ không phải là không có. Thì những người đó không tin là không đến đây nữa, thành ra uổng phí cái thời gian họ đến đây, bây giờ họ không có hấp thu được cái gì mới, không tin cũng có hại. Giờ mình có thể nói tại sao những người không tin vậy đó, thì có những cái gọi là không tin bẩm sinh đó, nghĩa là kiếp trước, có thể kiếp trước họ bị đã gạt nhiều lần rồi, cái gì họ cũng bị gạt hết, thành ra cái sự không tin đó nó ăn sâu vào cái tiềm thức trong lòng người, gọi là không tin bẩm sinh, nghĩa là nghi ngờ bẩm sinh đó, nghĩa là nói gì cũng nghi ngờ đó, thành ra cũng có hại, thành ra mình phải học, mình biết thằng Liên phải phân biệt người cũng biết. Dạ mà chị vậy thì có câu hỏi ngược lại là khi nào thì nên tin? Dạ, dưới chân thầy có nói rằng là khi con chỉ tin khi nào con có đủ yếu tố chứng minh. Trong dưới chân thầy có câu nói thế, là vì chỉ có thầy mới biết rõ được thôi, nhưng mà con phải tin sau khi con đã phân biệt. Vậy thì nếu mà trình độ phân biệt của chúng ta đó mà chưa tới đó, thì chúng ta cũng vẫn mù quáng như thường. Chúng ta cũng tin những cái điều mà không có thật. Con nghĩ cái bất hạnh nhất là mình mù quáng và mình vô minh đó. Dạ, nếu như mình cứ vô minh, mình cứ mù quáng thì chắc có lẽ mình không bao giờ tiến đi được tới đâu cả. Dạ, một bài học mãi vẫn không thôi ạ. Dạ, thành ra con nghĩ là nếu mà mình cần thì mình phải ráng cố gắng, mình học hỏi, mình tu và để mình mở được cái trí, để mình phân biệt cho nó tương đối, con không dám nói là quá chính xác được, nhưng phải tương đối. Dạ, chứ còn nếu không khai trí thì giống như nãy giờ cô có chỉ dạy đó, là làm gì cũng lù mù lờ mờ, nói gì cũng không tin, hoặc là tin một cách mù quáng thì chết. Dạ. Dạ, chính tôi cũng vậy, khi mà năm 75 đó, là tôi cũng không có muốn đi đảng lúc nào hết. Lúc đó là bố tôi hỏi là có muốn đi không, tôi nói là không, đi sang bên Mỹ thì giờ làm gì mà sống được. Lại Việt Nam người nuôi gà nuôi gì cũng sống được. Chứ còn sang Mỹ làm gì mà sống. Bây giờ tôi có một ông anh họ đã từng du học bên Mỹ, ông bảo đừng có sang Mỹ khổ lắm, cộng sản bây giờ nó không giống cộng sản mấy chục năm trước đâu, bây giờ nó văn minh lắm rồi. Rồi một chị bạn nữa mà ông chồng là bác sĩ thì chị cùng đồng nghiệp với tôi, thế ông chồng hôm đó mà thấy người ta chạy đi ra bến tàu đó, ông chồng kéo cửa sắt lại là em đừng có đi theo cái phường Trung Quốc. Thành ra nếu mà cái niềm tin của mình đó đúng là, nhưng mà cũng tùy theo cái nghiệp lực của mình, cái trí mình mở đến đâu. Ở đây có câu hỏi nào mời Bộ Tài. Dạ, em xin hỏi, xin thưa với cô Gân, em có câu hỏi. Ví dụ như em là cái người mà có lòng tin, tin trời, tin Phật, tin các đấng thiêng liêng, thì mỗi ngày em ngồi em cầu nguyện với các đấng chân sư. Thì em có một người bạn khác, họ không có cầu nguyện như em, nhưng mà họ tối ngày họ chỉ lo phụng sự và làm những gì phụng sự. Thì trong hai cái tinh thần đó thì cái người nào là có cái phần về tinh thần và tâm linh quý hơn? Rồi, là thưa theo như tôi nghĩ đó, thì cầu nguyện cũng rất là tốt, mà khi mà theo cái luật thiên nhiên đó thì mình cầu nguyện cho người đó thì tốt hơn là mình cầu nguyện cho mình. Mình cầu nguyện cho mình là ích kỷ, thì cầu nguyện tức là mình cũng có cái tình thương, mình hướng về mọi người. Nhưng mà nếu mà chỉ cầu nguyện không đó thì không đủ, tại vì chúng ta phải sống bằng cái xác thân ở cõi trần này. Thì chân sư sẽ chú ý đến người nào mà hết sức dốc sức vào việc phục sự. Bởi vì tôi thí dụ như là một người mẹ mà có hai đứa con, một đứa đó thì luôn luôn nó mè nheo mình, nó đòi hỏi mình phải giúp nó làm cái này cái kia, nó không có tự túc mà nó cầu xin mình, nó mè nheo mình. Còn một đứa đó thì nó tự túc, nó làm, nó lo lắng và nó có ý chí. Thì cái người mẹ đó sẽ thích đứa con nào hơn, và nếu có công việc cần làm ra thì sẽ nhờ đứa con nào làm hơn. Dạ, cảm ơn cô. Thì tôi nghĩ là trên sau dưới vậy thôi. Như có hỏi không? Dạ. Tôi xin bật tiếp câu hỏi. Cái câu hỏi của anh Tài rất là hay và ý nghĩa. Một cái phần là một cái phần lý thuyết và một phần thực hành. Một người là cũng như là mình cầu nguyện, mình tin tưởng, mình cầu nguyện từ ở chân tâm của mình. Và một người khác á, là chú trọng về cái phần hành động, thực hành ở bên ngoài. Thì hỏi thắc mắc á,
là không phải của anh Tài mà rất là nhiều người phân vân về vấn đề đó. Thì tôi có bổ túc là vấn đề mà thông tin học mình chú trọng là cái phần tư tưởng trên hết. Thì cái tư tưởng mình mà phát xuất từ cái lòng tin, lời cầu nguyện là rất là chính đáng. Mà nếu mà mình đem áp dụng ra mà để phụng sự, chứ phụng sự có nghĩa là không có cá nhân rồi, không có cái ích kỷ rồi, có nghĩa là cái đó là vì tha nhân, nghĩa là phát xuất từ tấm lòng của mình, thì phát xuất từ tư tưởng đó là rất hay. Tôi góp ý về cái câu hỏi này thì dựa theo tài liệu của thông tin học ấy, dưới chân thầy với lại tiếng vô thinh, thì trong cuốn tiếng vô thinh ấy, là của bà Blavatsky viết dưới sự, tức là bà đọc trong những tài liệu bí truyền, thì ở trong đó chân sư có dạy là mỗi thứ là một nấc thang và con phải đi tất cả bằng ấy nấc thang, tức là phải cái cầu nguyện đó gọi là Bhakti Yoga, tức là cái sùng tín mình cũng phải có. Và cái mà làm việc á, người ta gọi là Karma Yoga, tức là yoga theo hành động, thì mình cũng phải làm, tại vì cái đó là cái mà mình trả quả báo tốt nhất. Mình hành động, mình làm chuyện tốt thì bù đắp được những cái chuyện xấu mà ngày xưa mình làm. Còn cái sùng tín nó sẽ nâng cao cái sự rung động của mình lên, để mà mình nghĩ nhiều đến chân sư. Thành ra do đó trong đạo Phật thì cũng có nhiều phương diện như vậy. Ví dụ như là cái tịnh độ tông là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nâng cao cái tần số của mình lên, để mà tới được cái chân ngã của mình. Đó, nếu mà mình cứ nghĩ tới các vị cao thượng thì cái tâm hồn mình nó sẽ nâng cao rung động của mình lên. Thành ra nó cũng rất là hay. Thì hồi nãy chị Vân có trả lời đó, cái vấn đề cầu nguyện đó là do mình hết, cầu nguyện ích kỷ hay là không ích kỷ. Ví dụ người đó có ngày cầu nguyện mà được cái kia đó thì ích kỷ rồi, không có được cái gì hết. Còn cầu nguyện như Bhakti Yoga như chị Tuấn nói đó, là cầu nguyện vị tha, cầu nguyện cho nhân mới, chứ không phải là cầu nguyện cho ích kỷ cho mình. Cái câu của anh Tài hỏi đó, thì nó có một cái vế thứ hai, nó thuộc về những gì của con vậy? Là con rất con không phục sự, thì khi nào mà con làm được là con làm, không phục sự hết. Nhưng mà trong cái chữ cầu nguyện đó thì con bị một cái đó là con nó hơi ngoài lề chút xíu, cho con hỏi là thế nào để mình khắc phục được cái đức tánh mà mỗi khi mình nghĩ tới mình cầu nguyện hay là cái gì là tự nhiên nó tác động những cái chuyện xung quanh về cuộc sống của mình, nó làm mình dao động, mình không có tập trung để cầu nguyện, thì làm sao mình khắc phục được cái chuyện đó? Vấn đề này thì tôi chưa có thiền được, mà bởi vì tôi cũng thấy nếu mà tôi ngồi yên một cái đó thì là tôi nghĩ cái đủ cái chuyện hết, nghĩ cái đủ cái chuyện này chuyện kia đấy, thì chắc phải hỏi các vị nào mà đã thiền rồi đó cho kinh nghiệm. Thế còn tôi là sơ cơ thành ra chưa đủ thuộc quyền chẳng ơi. Tôi xin kể cái kinh nghiệm của tôi. Tức là ngày xưa tôi sau khi cô bạn cô tự tử chết đó, thì tôi bị depressed, tức là trầm cảm đó. Và tôi không học hành gì được, ngồi trong lớp là khóc thôi, cứ chảy nước mắt xuống. Thì cuối cùng tôi đọc được một cuốn sách, trong đó họ nói rằng là nếu mình muốn, cái đó gọi là lạc đam mê, tức là cái nghệ thuật để yêu người ta. Tại vì tôi nghĩ rằng tôi đã không yêu cô bạn cho nên cô ấy đã tự tử chết. Thì ở trong cuốn sách đó nói là mình phải thiền định. Nó ở trong nó dạy thiền định rất là đơn giản. Mình ngồi nhìn bức tường trắng thôi, ngoài ra không nghĩ gì hết. Thì tôi về tôi làm đúng như vậy. Xong rồi từ từ nó cái tâm nó an xuống, an tỉnh xuống, rồi sau đó là tôi tự chủ được. Rồi tôi thiền định rất là tốt. Và sau khi thiền định một thời gian, tự nhiên tôi, người nào nói xấu tôi cũng biết. Và đêm tôi nằm mơ thấy những chuyện xảy ra ngày hôm sau. Thành ra cái thiền định nhá, mình có thể khi mà mình bị một cái sốc quá nặng, nó có thể bắt mình thiền định, và mình lúc bây giờ mình không thể nghĩ được cái gì khác nữa, mình phải thiền định thôi. Xin bổ túc là câu hỏi của anh nó có hai phần quan trọng. Phần thứ nhất là mình hành thiền, mình cầu nguyện có tốt gì cho mình không. Phần thứ hai là mình đi phụng sự, thì cả hai cái đó không thể tách rời. Tại mình thấy như cái hội mình đây đó là hội thông tin học, thì mình cũng có hai phần vậy. Thì bây giờ mình á, bây giờ nếu mình nói, tôi nói thật cụ thể đi, tôi đang ngồi tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, rồi tôi thiền,
thằng con nó chạy vô ba có hôm thấy nó nằm trước nhà mình mà cô biết nó sắp chết rồi. Thì tôi bỏ chuông mở xuống tôi chạy ra tôi coi thịt quả là sắp chết, tôi hỏi bà xã tôi có cái gì cho nó ăn liền bây giờ không, thì cho nó ăn cho nó sống thôi đấy. Thì vậy tôi đã kết hợp hai chuyện, tức là cái chuyện giờ nào việc ấy, cái giờ thiền của mình là thiền, cái giờ tôi phụng sự là phụng sự, không thể nó khó ba tụng kinh khó để mình tụng kinh xong rồi mình niệm mình thiền xong rồi người nó chết rồi. Thành như vậy là phải kết hợp giờ nào việc ấy, hai cái đó không thể tách rời được. Thì đại khái là cái câu này đó, cũng người cầu nguyện mà lúc đầu thường cầu nguyện chân sư đó, còn cái người không cầu nguyện thì cái câu hỏi là ai là người sẽ được các ngài để ý đến, thì mình chú trọng vào cái đó, cứ cầu nguyện hoài, cứ kêu tên ngài hoài làm một cái bậc tiền. Ai mà gọi tên mình ngoài, anh như hồi nãy chị Vân nói câu chuyện đó, có mấy đứa con mà đứa nhỏ nó cứ mẹ nheo hoài, phải không? Thì chân sư cũng vậy thôi, cứ kêu tên ngài hoài thì ngài cũng không có vui lắm đâu, chỉ là làm theo ý của ngài. Ngài là muốn phục sự nhân loại thì mình làm theo ý của ngài, cái đó là chắc ăn hơn, cứ ngồi đó kêu tên ngài hoài. Dạ, lời nói của anh Mai làm tôi nhớ đến một cái bà đó hàng xóm ở phía trước, bà ấy tụng kinh, tối ngày bà ấy tụng kinh. Nhưng mà hôm bà ấy đang tụng kinh thì anh bếp bà ấy đang vỡ chén đĩa ở dưới bếp. Bà ấy ngưng lại, bà ấy quát, tay mày to như thế mà mày phá đồ của tao hả? Sao mày bà ấy lại tụng kinh tiếp? Thôi bây giờ đến câu hỏi khác, giờ mở anh khác. Trong cái này của cô nói là vấn đề là tin và thiêu học đó. Thì cái thiên luật đó, thì theo như với cái kinh nghiệm của tôi đó, thì là từ bé lớn thì qua cái sự học hỏi của đạo Phật cũng như là của đạo Thiên Chúa giáo thì mình đọc những sách đó thì bắt đầu mình nhận thức được, chẳng hạn như là Moses chẳng hạn, đi đây đang nói về là đưa vào cái vấn đề là chỉ cầu nguyện. Thì Moses đó, từ cái thời mà cổ thì con người không biết một cái điều gì phải trái cả. Thì chẳng hạn mình lấy chỉ một cái ví dụ thôi chứ đạo Phật cũng có, thì cái Moses mới đến và bắt đầu dạy cho người giống dân Do Thái là đây là 10 điều mà tất cả mọi người dân Do Thái nên nghe lời. Thì mình có thể coi cái đó là thiên luật, phải không ạ? Thì lúc đó thì bảo đảm chắc chắn là Moses đã có cầu nguyện để được cái sự sáng suốt và thông minh đủ để được nhìn được 10 cái điều đó để dạy cho giống dân Do Thái trên đoạn đường mà đi sang rời khỏi Ai Cập. Thì cho thấy rằng là cái sự cầu nguyện, mình cần phải cầu nguyện để mình hiểu được cái thiền, phải không ạ? Và khi mình thực hiện á, thì là cái điều mình thực hiện những cái điều đó để rồi mình làm nó sao để đúng được những điều thiền luật, để con người của mình đạt được đến cái chân tâm của mình, phải không ạ? Thành ra cái vấn đề mà cầu nguyện và hành động hầu như là nó đi cùng với nhau. Thành ra có nhiều người coi là họ thực sự mình thấy họ làm hành động đó, nhưng mà thật sự họ đã có cái sự cầu nguyện cho được nhìn thấy cái điểm phải cần phải làm, thành ra cuối cùng họ mới thực hiện điều đó. Còn những trường hợp của anh Tài thì có thể là anh cầu nguyện, anh nghĩ anh cầu nguyện nhiều nhưng thật ra anh đã dùng những cái cầu nguyện anh làm trong việc làm của anh. Thế nên tất cả những người của chúng ta mình làm những cái điều này một cách không nghĩ mà mình cũng đã từng làm những điều đó, và nếu không mình không thể nào biết được điều phải điều trái thì mình làm. Thành ra cái sự cầu nguyện hai cái nó đi với nhau kia, nó không thể nào tách rời nhau được. Cảm ơn anh. Thì anh có kiếm nào về cái câu đó? Dạ, tôi thấy là quý vị nào cũng nói anh cũng đúng đấy. Nghĩa là tùy theo chúng ta, cái mức hiểu biết của chúng ta thôi. Ví dụ như là như tôi ấy, thì tĩnh tâm thì chưa được. Ví dụ tôi mới ngồi và tôi tĩnh tâm một cái, tự nhiên cái cảm nó nhức, cái tay nó nhức, rồi nghĩ đến chuyện này, chuyện nọ. Thì là vì trình độ của tôi còn kém lắm, cũng giống như cái người nghiện rượu, hay có câu hỏi về cái người nghiện rượu đó mà muốn bỏ rượu nhưng mà quá trễ rồi, tôi thấy là tôi quá trễ rồi nhưng mà tôi cố gắng rồi. Em xin có ý kiến về trường hợp của chị Vân. Tại vì mấy người bên Nguyên Thủy đó họ nói mà thấy rất là có lý. Tại vì họ nói rằng nếu mình chỉ ngồi thiền mỗi ngày một tiếng, rồi cả ngày mình không ngồi thiền thì 23 tiếng kia mình lại lộn xộn, như thế thì không có ích lợi mấy. Cho nên là không những mình phải ngồi thiền mà mình còn phải thiền định 24/24 nữa. Thì đối với người Nguyên Thủy, thiền định 24/24 là như thế nào? Tức là họ gọi là chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Là chỉ theo dõi hơi thở thôi. Tức là rảnh rang ra lúc nào nếu mình phải ngồi phòng bác sĩ mình chờ đợi, mình bắt đầu theo dõi hơi thở, mình
cảm giác được thở vào, cảm giác thở ra, chỉ nghĩ một điều đó thôi, thì cái đó cũng là thiền định rất là tốt mà chị Vân có thể áp dụng được. Chị nằm trong giường, chị đau chân thì nằm trong giường, chị có thể theo dõi hơi thở. Bây giờ em đã bắt đầu phương pháp đó và em thấy rất là tốt. Cảm ơn chị. Thì bây giờ cái ý kiến của anh Khang rất là hay. Anh nói nhưng mà anh nói cầu nguyện để hiểu thiên luật như vậy, ai có ý kiến nào cả không? Mình cầu nguyện mình để họ để hiểu cái thiên luật, để mình sống cho đúng với thiên luật. Có phải là cầu nguyện mới hiểu được thiên luật hay không? Hay là minh triết thiên liên cũng làm cho mình hiểu được? Con nghĩ là phải có minh triết thiên liên, phải có học hỏi và để khai trí thì mới hiểu được phần nhỏ nào đó của thiên luật. Dạ, chứ nếu không thì chỉ có cầu nguyện không thì con thấy nó hơi chưa trọn vẹn. Tôi xin góp ý thêm về cái câu nói rất là đúng, là như thế này. Ở trong thông tin học mình cũng nghiên cứu Ấn Độ giáo nhiều lắm và mình biết là có 4 loại yoga. Thứ nhất là Raja yoga tức là thiền định, thứ nhì là Bhakti yoga tức là sùng tín, ví dụ như niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. thứ ba là Karma yoga như vừa rồi đó, tức là mà hành động đó, mình làm chuyện tốt. Thứ tư là Nana yoga tức là chúng ta ở đây. Nana yoga là phát triển cái trí của mình. 4 cái điều đó là đi song song với nhau rất là tốt. Thì dạ mà anh Khang đó, có thể nói thực ra là bây giờ con người của mình, các bạn, mình đã tiến triển rất nhiều. Mình từ cái thời Alomolo, con người sống gọi là hầu như là dưới con mặt, và cho đến ngày nay mình có điện, có tất cả cái này, thì cái gọi là không thể nào mình ngồi mình cầu nguyện mình sẽ đến được. Mình phải học, đã học qua rất nhiều để rồi cuối cùng bây giờ mình tích lũ, cái gọi là tích tụ tất cả những cái tinh hoa của mình rồi, xong bây giờ mình cầu nguyện để mình nhìn thêm xa hơn nữa được, để mình gọi là mình từ ngữ của tiếng Mỹ nó gọi là make the world better place, là làm cái thế giới trở nên tốt hơn. Thì con người đó sẽ cố gắng làm sao để rồi mình làm sao mà, hay là những giờ thiền như chị gì vừa nói, là nó làm cho mình trở nên gọi là cái trí của mình nó càng ngày nó càng sáng hơn, từ cuối cùng mình nhìn rõ hơn nữa những cái chọn đường kế tiếp con người cần phải làm, chẳng hạn như vậy. Thì hy vọng rằng là cái đó cùng với lại cái tâm huyết là mình sẽ thực hiện những điều mình nhìn thấy thì sẽ làm cái thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tôi xin góp ý kiến. Dạ, được rồi. Tôi lấy một cái ví dụ, Chúa Giêsu thấy cái nạn sắp tới bị đóng đinh, thử thách, quân Nam Mã nó sẽ hành, nghĩa là tất nhiên là hành hạ hàng ngày. Thì khi mà tới cái vườn Gethsemane đó, thì Chúa mới thấy cái viễn ảnh là sẽ bị thử thách rất là ghê gớm. Thì Chúa mới đi lại, thì các tông đồ ngủ hết. Thì Chúa mới là đánh thức dậy đó, các tông đồ đó. Thì cái câu này Chúa nói mới là đúng. Các ngươi hãy cầu nguyện cùng ta. Tất nhiên là cầu nguyện đó, để chi? Xác thịt rất là yếu đuối, để cầu nguyện để vượt qua khó khăn, vượt qua cái thử thách. Thì lúc đó là Chúa mới trở lại. Nói cho đúng là tôi thông tin học, tôi không phải là công giáo đâu á, nhưng mà mình mượn một cái đoạn đó để nói. Thì ở trên Đức Chúa Cha đó, nói thì công giáo nó nói là Đức Chúa Cha, nhưng mà mình nghĩ rằng đó như vậy thông tin học đó, Đức Thanh Tịnh Đại Đế. Đức Thanh Tịnh Đại Đế tất nhiên là Ngài cai quản hết tất cả. Thì Ngài mới nói xuống: nhà ngươi nếu chịu được thử thách thì sẽ có thử thách, còn nếu như nhà ngươi không dám thử thách cái nạn này, ta cất đi. Thì tất nhiên là cái vấn đề mà đây nghĩa là mình cầu nguyện đó, mình cầu nguyện đây là vượt qua tất cả thử thách. Trong đời rất nhiều thử thách, đủ thứ thử thách hết, thì mình cầu nguyện đi, mình cầu nguyện để ơn trên, lấy cái lực của thiên liên ở trên, đứng cao cả trên, trợ lực cho mình để mình vượt qua khó khăn, mình vượt qua tất cả sự thử thách. Đó là cái sự cầu nguyện chân chính. Cảm ơn. Yeah. Yeah.
cầu nguyện đó, thì cái người mà hay cầu nguyện đó, mỗi khi gặp việc lớn, việc nhỏ gì họ cũng cầu xin hết, thì có phải là người ấy thiếu cái lòng tự tin và cái sự quyết tâm không chị em? Tôi xin trả lời, cầu nguyện với cầu xin nó khác nhiều lắm à. Thế là câu hỏi của chị là cái người mà gặp chuyện gì cũng cầu nguyện hết. Chuyện gì chuyện lớn nhỏ gì cầu nguyện hết. Có phải là thiếu tự tin? Thiếu cái lòng tự tin với lại cái sự quyết tâm. Theo như ý của anh Vinh vừa nói đó, thì cầu nguyện với lại cầu xin nó khác nhau, là bởi vì cầu nguyện tức là cầu xin cái ơn trên ra hộ cho mình, một cái năng lực từ trên ra hộ cho mình để mình vượt qua khó khăn. Còn cầu xin tức là xin cái gì ích kỷ cho mình, ví dụ như cầu xin cho con trúng số, cầu xin cho con trúng lắp phe chẳng hạn, thì đó là cầu xin. Còn mình cầu nguyện là để mình vượt qua khó khăn, thì theo tôi nghĩ đó, khi mình cầu nguyện cũng là mình hướng cái tư tưởng của mình lên cao. Thì nếu mà cái lời cầu nguyện đó mà có tính vị tha thì sẽ nhận được năng lực từ trên lên xuống. Cái người đó có phải là thiếu lòng tự tin? Dạ, có thiếu lòng tự tin không? Thì tôi nghĩ là không phải thiếu lòng tự tin. Một người đó tự tin vào mình rồi, nhưng mà ngoài cái tin ở mình ra, như tôi có trình bày trong bài đó, ngoài cái tự tin ra đó còn phải tin vào thiên luật và tin vào các đấng tối cao nữa. Thế vậy thì mình cầu nguyện nó tức là mình gia tăng lòng tự tin của mình và các đấng tối cao để tin được. Dạ thưa cô, dạ thưa chú, con nghĩ là cái cầu nguyện đó, nó còn có thêm một cái ý nghĩa như thế này nữa, con xin quý bác ở đây chỉ dẫn thêm cho con. Con nghĩ rằng mình cầu là mình xin, là mình đang cầu mong một cái điều gì đó, nhưng mà mình nguyện thì mình cũng phải có cái nguyện lại. Thí dụ mình nguyện sửa một cái tấm nào đó mà chưa trọn vẹn của mình, chứ con thấy đằng này nó chỉ có một chiều thôi, có nghĩa cứ cầu nguyện, cái mình cứ nghĩ là mình cầu con mở trí, dù là mình không có xin cái gì cho bản thân mình nhiều, nhưng mà mình xin mở trí hay xin cho con vượt qua khó khăn, nhưng mà bù lại mình có nguyện lại một điều gì đó hay không. Dạ, thì với cái sự hiểu biết của con thì con nghĩ rằng cầu nó phải có nguyện nữa thì nó mới đúng là cầu nguyện. Dạ, nguyện lại là điều gì đó không cần biết. Thì cái câu hỏi của chị là gặp chuyện gì nhỏ nhặt cũng cầu nguyện không thì có thiếu lòng tin hay không? Thật ra thì thiếu lòng tin, tại vì chuyện nó nhập mình bữa nay vì trời nắng quá mình còn cầu cho trời bớt nắng đi để mình bớt bớt ấy thì đâu có được, phải không? Hay là mình mô rồi mình cứ đi tưới đi, mình nói cầu bữa nay trời mưa đi, thì cái chuyện nó nhỏ nhặt quá, thật ra thiếu lòng tin. Mà đối với chân sư đó cũng thiếu lòng tin với chân sư nữa, tại vì chân sư luôn luôn biết mình, theo dõi mình làm cái gì ngài cũng biết hết. Ví dụ mình đã là được tự chú ngài rồi đó, mình không có cái chuyện gì của ngài mình làm đó, thì không có thể qua mắt ngài được. Mà mình cái gì cũng nhớ cầu nguyện đến ngài, cái chuyện nhỏ cũng cầu nguyện đến ngài, thì thiếu lòng tin thật sự. Mọi chuyện không, tôi xin có ý là mình là người thông nên học thì mình phải tin ở chân ngã của mình, tại vì chân ngã của mình cũng ngang tầm với chân sư. Nếu mà chân ngã của mình mà xuống đây điều khiển cái phàm ngã của mình thì đó là cái điều mà mình hoàn thành được cái công việc tu hành của mình. Mời chị Hạnh đó đọc câu hỏi thứ ba của sàn đó. Bạn câu hỏi thứ ba, người rất tin tưởng vào đấng cao cả, nghĩ rằng ngài sẽ luôn luôn trợ giúp mình, hình tư tưởng do người ấy tạo ra có ảnh hưởng như thế nào? Khi mà cái người mà luôn luôn suy tưởng về đấng cao cả đó, thì nó là gửi những cái hình tư tưởng lên để làm bền chắc được cái sự nối kết với cõi cao. Và những hình tư tưởng mà nếu được nuôi dưỡng luôn luôn và củng cố luôn luôn đó, thì nó sẽ vững bền, nó sẽ mạnh mẽ và nó sẽ giúp uốn nắn hành giả đi dần dần đi theo đúng cái con đường thực sự. Vì dưới chân thầy có nói là nếu con chưa thấy thầy thì con cũng phải cố hình dung ra ngài và tin tưởng vào ngài. Thì đây là quyền năng của cái hình tư tưởng. Nói về hình tư tưởng thì tôi nhắc là cuối tháng 8 Đại Trang sẽ nói về cái hình tư tưởng. Quý vị sẽ nhớ ngày đó quắc chuyện gì cũng phải bỏ chuyện đi mà đến đây nghe về hình tư tưởng. Câu hỏi này do Phúc ở Việt Nam gửi tới. Thì Phúc có cái ý kiến, sau khi đặt câu hỏi thì Phúc có cái ý kiến riêng đó, mời chị Mai đọc giùm cái ý kiến của Phúc. Thí dụ gì đó, có thí dụ. Thí dụ cái hai tín đồ mà luôn cầu nguyện với Thiên Chúa mỗi ngày. Nếu tín đồ A có sự thanh tẩy sống đời trong sạch vân vân,
y đã tạo một khối tư tưởng tốt, qua đó y nhận được mặt phải của Thiên Chúa không? Dạ. À, còn cái thứ hai là tín đồ B thì chỉ nghĩ biết đến các nơi linh thiêng của Công giáo, cầu xin cho y được giàu sang, vợ y thì được trúng số. Y đi lễ đều đặn theo thông lệ của gia đình. Y đã tạo khối tư tưởng ích kỷ. Có khi nào mà cái Satan giả dạng Chúa đến đưa thông điệp? Câu này thì chắc là tôi không có kinh nghiệm nhiều lắm, cho nên phải nhờ vị nào mà có kinh nghiệm giải hộ. Nhưng mà theo như ý tôi đó, thì tín đồ A có sự thanh tẩy và đời sống trong sạch đó, thì tức là tạo một khối tư tưởng tốt, đúng rồi. Nhưng mà qua đó y có nhận được mặc khải của Thiên Chúa không? Thì cái sự nhận được mặc khải hay không đó, mình không thể biết được. Mình không biết đấy là mặc khải là thật hay giả, tinh linh đó, giả Chúa hay là Chúa thật, hay là tinh linh giả Chúa. Còn tín đồ B đó thì chỉ biết đến những nơi linh thiêng để cầu xin. Cầu xin này là hoàn toàn là vị kỷ. Thì Sa Tăng giả dạng Chúa đến đưa thông điệp thì chắc là tôi không có kinh nghiệm, nhưng mà chắc cũng có thể đọc. Tại vì nếu mà cầu xin Sa Tăng thì Sa Tăng sẽ cho. Thì cái này ý kiến góp ý của Phúc từ Việt Nam, thì mình thấy rõ ràng đó, cầu nguyện hay là bất cứ cái gì đó đều cũng do mình hết. Một người mà có cái tình cảm và cái lý trí nó hoàn toàn trong sạch rồi đó, thì tự nhiên nó thu hút lại những cái ảnh hưởng tốt từ bên trên, chứ không có cái gì khác. Do cái rung động, tần số rung động đó, nó hợp với nhau nó đến. Còn những người mà còn ích kỷ nhiều quá, trong lòng một còn ích kỷ đó, có cầu xin hay có cái gì đi nữa, có cầu xin hay là có cái gì đi nữa mà trong lòng mình còn ích kỷ nhiều quá, tham lam, giận hờn cái đủ thứ đó, thì tất nhiên thu hút những cái thực thể xấu ở bên cõi linh giới, Satan này kia đó. Thì chỉ có vậy thôi, do cái lòng mình thôi. Bây giờ nếu không có, rồi mời chị đọc câu. Dạ, câu hỏi thứ tư. Có nên tin tưởng hoàn toàn vào cái được gọi là lương tâm không? Có nên tin tưởng hoàn toàn vào cái được gọi là lương tâm không? Lương tâm ở đây đó, theo tôi hiểu là lương tâm tức là lòng lành. Và cái mà người đời gọi là lương tâm đó thì nó có thể thay đổi theo thời gian và theo không gian. Ví dụ như là theo không gian, theo xã hội là Hồi giáo đó thì ném đá cho chết những người phụ nữ nào mà có một cái cảm tình ngoài hôn nhân đó, thì bị luật của xã hội xử là ném đá cho chết. Hay là một cái bộ lạc hoang dã nào từ xưa đó, theo thời gian đó, thì khi mà cha mẹ già đó thì họ cho đánh đu trên cây. Nếu mà ông bà già mà đánh đu mà kiệt sức mà rớt xuống đó thì họ sẽ ăn thịt cho cha mẹ già và sống mãi trong bụng họ. Thì đấy cũng là lương tâm, là họ thương cha mẹ và họ muốn cha mẹ sống mãi trong bụng họ. Thế còn nếu mà nói theo Á Đông đó thì thường thường là đề cao trung với hiếu. Như là Á Đông của mình là theo văn minh Trung Hoa có trung hiếu nên đứng trong trời đất. Thế bây giờ nếu mà trung với hiếu đó, thì tôi xin đan cử hai cái trường hợp tận trung và tận hiếu. Mà trường hợp tận trung thì không có cái gì đó, thường thường là cái tình mà cha mẹ thương con đó là cái lòng thương lớn lao nhất, không có cái gì xóa bỏ được, không có cái gì so sánh được. Nhưng mà nếu đã tận trung với vua đó thì tất cả mọi thứ khác đều phải xuống hàng thứ yếu. Và có một người đầu bếp tên là Dịch Nha, nấu ăn rất là giỏi, thế nên vua rất thích. Thế một hôm vua mới nói rằng là tất cả các thứ thịt trên đời này ta đã nếm hết, chỉ còn có một thứ thịt người ta chưa được nếm, không biết làm sao. Thì mấy bữa lâu đó Dịch Nha mới dâng lên một mâm thịt rất là ngon, mềm, thơm lắm. Vua mới hỏi thịt gì đó, thịt đứa con đầu lòng của tôi 3 tuổi. Thế hỏi tại sao vậy, mà tôi nói thì đã chung với vua đó thì còn cần gì những cái con nữa, con thì còn sinh nữa được, sinh đẻ nữa được, cho nên tôi làm thịt nó để cho người hạ ăn. Thì đấy là tận trung. Thế bây giờ tận hiếu đó, thì ngày xưa ai ở thế hệ của tôi đó đều phải học nhìn thật tứ hiếu. Có một cái chuyện là đem chôn con, nhà nghèo nên chỉ còn một bà mẹ già, thì đến bữa bà mẹ ăn đó, có miếng ngon vật lạ đem cho mẹ ăn, thì đứa con nó chạy lại nó xin bà nội thì chia phần cho nó. Thế là hai vợ chồng mới nghĩ nó bảo nhau, bảo vợ chồng ta thì còn sen sinh đẻ, mẹ già rồi hồng dễ có ai, vậy bây giờ em chôn cái đứa con đi để lấy bữa cho bà nội ăn được nhiều. Thế bây giờ đang đêm mới đem đào lỗ chôn con,
nhưng mà trời thương cho nên đào lỗ chôn con thì đã được một hũ vàng, thành ra không đứa con nó không chết. Nhưng mà nếu bây giờ đem chôn đứa con nó chết và đến bữa bà nội ăn được nhiều thì tôi không biết là ai sung sướng. Đấy là tận trung và tận hiếu. Vấn đề lương tâm đó mình phải nghĩ lại, mình lương tâm theo như hồi nãy giờ ba bốn câu chuyện chị kể đó, là lương tâm của những người mà không có phân biệt, không biết cái nào đúng cái nào sai, là mình trước thiên liên. Nếu cái những cái người đó họ biết không mình trước thiên liên như mình chắc không có làm cái kiểu đó với con cho vô á, ví dụ vậy. Thật ra cái lương tâm á, thật ra lương tâm chữ lương á, lương là thiện cái gì đó, lương là lương thiện á, là tốt, tâm là trong lòng của mình tốt, nhưng mà cái tốt đó nó bị gò bó ở trong cái tục lệ. Ví dụ chỉ kể câu chuyện mà tục lệ cha mẹ già rồi bỏ lên cây rung xuống chết chết, cái đó là tục lệ, theo tục lệ. Thật ra cái lương tâm của mình phải suy nghĩ lại, phải thay đổi thời gian. Mời đi bay. Dạ, có câu hỏi thêm cái nữa. Ta nên đặt niềm tin vào các tướng cao cả hay là đặt cái niềm tin vào treo ngã của chính mình? Dạ, thưa điều này thì trong bài tôi có nói là đặt niềm tin vào cả đấng cao cả và cả tự tin nơi chính mình. Và trong dưới chân thầy có dạy là con phải tin ở thầy và con cũng phải tin vào chính con. Dạ. Như là chị vẫn nói vào đấy đó, tin vào mình tức là tin vào chân ngã của mình. Dạ. Dạ. Có ai có câu bổ túc nào không? Nghĩa là cái chân ngã của mình phải đầu tiên mình phải chú trọng được. Tại vì mình có như hồi nãy thì Phấn nói cái chân ngã của mình là cái nó có giống như chân sư vậy đó, chân ngã của mình chân sư là nó gần gũi với nhau vậy đó. Mà mình tin cái chân ngã của mình tức là tin coi như là tin đến chân sư rồi. Người ta nó luôn luôn nó nói những cái, nhưng mà cái câu vừa rồi đó, chân ngã của mình nhiều khi nó không có xuống, mà cái những thành kiến này kia đó nó làm cho mình gọi là cái lương tâm đó, nó không phải là chân ngã của mình đâu. Phải, cái đó phải. Anh Hiệp có thể nói thêm về chân ngã để cho mọi người. Thì cái chân ngã của mình đó là nó biểu lộ những cái đặc tính của Thượng Đế. Tại vì Thượng Đế sinh ra như của chiếu lên nhiều lần đó, và cái chân thần là một cái đỉnh liên quan của Thượng Đế, thì nó biểu lộ ba cái đặc tính ý chí minh triết và năng động. Thì cái Thượng Đế sinh ra chân thần đó, chân thần muốn xuống dưới cõi cái cõi tháp học hỏi đó, phải xuống những cõi như Niết Bàn, Bồ Đề và Thượng Giới Cao. Ba cái đó hợp lại thành chân ngã, cũng là những cái ý chí minh triết và năng động đó. Thành ra ba cái đó từ Thượng Đế mà xuống, và muốn xuống những cõi thấp hơn á là phàm ngã đó, thì nó dùng thể trí, đại trí, thể tình cảm hay là thể vía và thể xác. Thì ba cái thể dưới này nó bị ảnh hưởng bởi trần nhiều lắm, bị ảnh hưởng bởi công việc ở ngoài đời này kia đó, thành ra nó đi xa lạc đi. Thành ra mình phải luôn mình phải như hồi nãy nói, thiền định, phải suy nghĩ về cái gì nó bên trong, về chân ngã. Mà cái bài học của chân ngã đó thì chị Thứ năm ngoái có giảng xa cái bài về chân ngã rồi, thì quý vị nên coi lại trong YouTube đó, có nói về chân ngã, thành phần của chân ngã. Ở đây cái đề tài nó khác một chút xíu, và chị nó sơ sơ nhiều hơn. Ở đây có câu hỏi nào không? Nhưng không, mời chị Hạnh đọc câu hỏi trước tiếp đi. Tại sao muốn trợ giúp công việc của chân sư, ta phải hoàn toàn tin tưởng vào Ngài và đồng thời cũng phải thương yêu nhân loại? Dạ, thưa câu hỏi này có hai phần. Phần thứ nhất là hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. Thì tin ở Ngài đó, thì cái câu 3 ở trên nó cũng đã trả lời rồi là tại sao phải tin ở Ngài. Còn thương yêu nhân loại đó là thực hành lòng bác ái và phục vụ, và đồng thời vừa tin ở Ngài, tin ở thiên luật, tin ở mình, và phải phục vụ nữa, đồng thời phải phục vụ nữa, tức là phải hành động nữa. Có ai có bổ túc câu trả lời không? Tại sao mình phải muốn trợ giúp công việc của chân sư, mình phải tin tưởng vào Ngài và trợ giúp nhân loại? Tức là cái mình phải phụng sự nhân loại là đúng rồi, là tại vì mình trợ giúp Ngài, Ngài là phụng sự cho nhân loại, mình phải phụng sự nhân loại mới hợp ý là phụng sự. Nhưng mà tại sao mình phải tin tưởng vào Ngài thì mới trợ giúp công việc của Ngài được?
Tôi nghĩ rằng là khi mình nghĩ nhiều đến chân sư đó, mà với lòng sùng tín đó, thì chân sư sẽ đưa năng lực xuống cho mình, giống như là một cái phễu này đưa xuống cho mình. À, mình có năng lực, mình có thêm năng lực, mình có thêm tinh thần để phụng sự, để phụng sự nhân loại. Tại vì nếu mình không tin chân sư đó thì mình không có thể làm được cái kênh hà. Mình là cái vận hà hay là con kênh đó dẫn dắt, giống như cái ống vậy đó, cái ống dẫn dắt năng lực của ngài xuống thì vẫn nó đúng. Nhưng mà cái ống đó bây giờ cái ống đó bị nghẹt, cắt nghẹt, nghi ngờ quá bị cắt nghẹt đi, hay là bị xét, lấy xét nó làm nghẹt đi, thì không thể nào mà cái đường dẫn hà nó đi xuống để trợ giúp được. Thật ra mình phải tin tưởng vào ngài là gì. Ví dụ mình không tin tưởng cái ngài mà mình phụng sự không biết được, nhưng mà cái đường kênh nó bị nghẹt, nó không thể xuống được. Thật ra hai cái điều kiện như chị Hạnh nói là thứ nhất là phải tin tưởng vào chân sư, thứ hai là mình phải phụng sự như vậy, thì hai cái đó nó là hai điều kiện cần thiết. Giờ mời chị chị không? Cái danh từ, đại danh từ chân sư tức là nói về cái gì gọi là nó thuộc về chân thiện mỹ, đại thiện, đại chân đại mỹ rồi. Thì dĩ nhiên cái đó là một cái vị, một cái đấng họ sống cho nhân loại, họ tỏa cái tình thương xuống vì nhân loại. Thì mình tin vào cái đấng đó tức là cái điều vị tuyệt đương nhiên. Nếu mà mình là con người có gọi là có thiện lương, có đạo đức, có lương tâm, thì mình hướng về vị chân sư đó để mà mình học hỏi. Thì từ cái tâm thiện của con người thì mình hướng về chân sư để mình phát huy thêm, thì tức là mình đã phụng sự cái vị chân sư đó rồi, được không? Và thứ hai nữa là tôi xin nói về cái chữ lương tâm nãy mà có câu hỏi đó. Thì như là chị Văn nói là cái lương tâm của con người họ nói họ đúng, ví dụ họ đe chị Văn đưa ra những cái thí dụ là cha mẹ là làm những cái hành động gọi là đem con đi là giết con để mà phụng sự cho mẹ già, hoặc là cho một cái vị vua đó vì mình trung với vua. Thì nếu trường hợp mà nó hiện diện trước mặt mình những cái loại người như vậy, thì con người, thí dụ con người của mình là con người sống không thể mà chấp nhận cái điều đó, thì mình lúc đó Đức Sư Tôn họ phẫn nộ, họ sẽ gì, họ sẽ chỉ vào cái những cái người mà họ gọi là họ làm đúng đó. Mình nói là cái lương tâm của mày để đâu? Thì những cái hành động mê muội cho trung với vua mà đem con giết, hoặc là làm cho cha mẹ vui lòng vì đem cháu của mình, con của mình để đem chôn, hoặc là rung cây cho cha mẹ sống mà kêu là đúng, thì cái đó không thể gọi là lương tâm để mà nói là tin tưởng vào lương tâm được. Thì cái đó không phải là, không thể là gọi là lương tâm ở trường hợp đó, không phải là lương tâm nữa, mà cái đó là gọi là cái sự mà sống theo tục lệ, sống theo hủ tục, hoặc là cái sự mê muội của cá nhân thôi. Mà chỉ hành đập bỏ chót dạ, một người nghiện rượu khi về già muốn bỏ rượu nhưng tự cho là quá trễ, ta phải khuyên người ấy thế nào? Quá trễ thì là nếu mà muốn bỏ rượu đó, thì như là tôi đã trình bày trong bài đó, là cái kiếp tiến hóa của chúng ta trải dài, chứ không phải chúng ta chỉ sống có một đời ngắn ngủi thôi. Cho nên kiếp sau nếu bây giờ cái gì mình chưa thực hiện được đó, thì có thể kiếp sau mình sẽ thực hiện. Mình không có cái gì là quá trễ cả. Trễ rồi hơn không, cũng như tôi bây giờ đó, tôi biết không nên học cũng là quá trễ rồi. Thì tôi hy vọng rằng là kiếp sau tôi sẽ được tiếp tục. Thì ở đây nói về nghiện rượu thôi, nhưng mà có thể là nghiện những chuyện khác nữa. Đó, năm tiền, năm danh, năm lợi này kia, ví dụ vậy. Mà mình bây giờ cho là quá trễ thôi, cứ nghiện cái bài cờ bạc này kia là vậy thì nó không đúng rồi. Tại vì những người đó là thiếu lòng tin rồi. Tại vì thiếu lòng tin gì thì thiếu được, như hồi nãy em khai rồi, cái lực trời đó là lực tiến hóa, giờ lực luân hồi mình còn trở lại nữa, chứ phải kiếp này hết rồi mình làm cái gì mình cũng nghĩ về cái phần nào của mình thì không được. Cái phần nào chết rồi nó còn trở lại, nó giữ trong những cái gì mình làm, mình học hỏi được á, đều giữ lại trong những hạng nguyên tử tương còn. Dù là lúc đó mình còn 5-3 năm nữa chết thôi, nhưng mà những cái gì, những cái tư tưởng của mình, những cái hành động của mình, nó đều giữ lại hết. Và cái xăm dùm lại, thành ra mình phải tin tưởng vào cái lực linh hồn, lực nhân quả này kia đó. Thì nhất là cái lực tiến hóa, mình tiến được một đoạn nào đó, thí dụ cái con đường nó dài 5 km chẳng hạn, bây giờ mình già rồi mình đi khó đi hết con đường lắm, mình đi chừng 500m trước hay là một nửa km trước, rồi sau đó mình sẽ đi tiếp thôi, chứ không có phải bắt buộc là từ đầu mình sợ. Thật ra mình cứ đi, mình biết được chúng ta mình đi được đó.
Tôi xin một giây, tôi xin một giây nói chuyện vui. Tôi có một anh cột chèo, ông bác sĩ ở Việt Nam, ông qua Úc, ông thi, ông học lại bác sĩ Úc. Rồi ông qua Mỹ, ông vô UCLA, ông đọc, ông học lại bác sĩ, ông ra tốt nghiệp bằng bác sĩ tại Mỹ. Thì năm đó ông đã 84-85 tuổi. Tôi mới nói chơi vậy, ông tôi nói anh Năm à, anh học chi dữ vậy? Thiên hạ có hai bộ chữ, ba bộ chữ, anh học hết hai bộ, còn bộ chia mọi người, ông biết không à? Anh học để kiếp sau. Cho nên tôi mới nói ok, được rồi. Vì vậy anh đúng năm 100 tuổi, tôi sẽ mở văn phòng bác sĩ để anh làm. Ông cười quá trời. Đó là chuyện vui. Thì đó, thì bất cứ lúc đầu mình đừng có nghĩ là trễ hết. Lúc đầu cũng bắt đầu học rồi. Đúng rồi. Thế cái tiếp theo câu mà nói để mà bỏ nghiện rượu mà trễ đó, thì mấy có những người có họ mới có hai câu. Thì nếu mà theo cái luật trời đi, thì có những người nói thôi trễ thì để lợi kiếp sau, hoặc giả là có những người nói trễ còn hơn không. Thì như vậy là câu nào là đúng với luật trời? Con nghĩ trễ còn hơn không như chút. Đó là hai người rồi. Chứ với con nghĩ rằng nói là thôi nghiện rượu giờ tôi già rồi, tôi trễ rồi, cay thì nó kia. Con nghĩ đó chẳng qua chỉ là một cái biện luận cho cái hành động không muốn bỏ rượu của mình thôi. Dạ. Dạ chứ sao? Mình cứ cố gắng làm được chút nào hay chút đó. Dạ. Các bạn phải cần ý chí dữ lắm thì nó mới cái ý chí nó mới còn đến kiếp sau. Dạ. Thì nó mà non sông dễ đổ nhưng mà tính cách khó lời. Dạ đúng, bây giờ mà không làm thì kiếp sau cũng đâu có làm được. Dạ. Nếu không còn câu hỏi nữa chúng ta xin toàn thể thì quan. Nói gì đi sao? Đứng lên nói gì đi. Bữa nay mình sớm quá giờ thưa quý vị dạ. Theo lời suối của Nhật, giờ tôi xin cảm ơn quý vị hôm nay tới dự lễ đại táng của tôi. Mời quý vị ở lại dùng cơm trưa. Quý vị thấy tôi chưa có tóc, tức là mới thành. Tính nói anh nói thầy tháng chưa có giờ mình quá viết, tôi viết vào đây là chúc anh trai. Còn bạn học nữa. Còn học nữa mà tôi thêm suối rồi. Mời đi non quá. Ăn rồi mới lấy cái ăn học. Hôm nay tôi đọc cái quyển sách Dưới Chân Thầy, quyển số 1 và cái chương 7. Chương 7 trang 67. Chương 7 trang 67. Thì chương này nói về bốn cái đức tính cần thiết. Thì bốn cái hạnh dành cho con đường chật hẹp này là hạnh phân biệt, hạnh không ham muốn, hạnh kiểm tốt và hạnh bác ái. Libido nói về những đức tính cần thiết này luôn luôn được chỉ dẫn trong các tôn giáo, nhưng sự phiên dịch ở đây khác hơn chút ít đối với những phiên dịch trước. Về đức tính thứ nhất, tức là cái tính phân biệt đó, tôi đã giải thích những danh từ tương đương được dùng bởi người Ấn Độ và những Phật tử. Nó cũng đồng nghĩa với chữ hoán cải của người Thiên Chúa giáo. Và làm thế nào người đệ tử phải hợp nhất chân ngã với phàm ngã. Trên đường đạo chính thức, tiến trình được lập lại trong sự hợp nhất giữa chân ngã với chân thần. Chân ngã là một phần tử tách ra từ chân thần, xuống thấp và ngự tại phần cao của cõi thượng giới. Chân ngã cũng xuống để thu thập những kinh nghiệm, tập tiếp nhận và đáp ứng lại những sự rung động mà chân thần ở trên cảnh giới của Ngài không cảm nhận được. Đến lượt chân ngã phải hiểu rằng nó là một phần tử của chân thần. Nó có đây chỉ vì chân thần, và khi đó nó đã nhận thức đầy đủ con người sẵn sàng được điểm đạo lần thứ 5 và thành một vị chân tiên. Những sự kiện để minh xác một hành giả trải qua hai lần điểm đạo lớn như sau. Trong lần điểm đạo lần thứ nhất, chân ngã hợp nhất với phần phàm ngã, đến nỗi trong phàm ngã chỉ có sự hoạt động của chân ngã mà thôi. Trong lần điểm đạo lần thứ 5, những gì trong chân ngã mà không do chân thần linh cảm hay tán thành đều biến mất. Mỗi khi chân thần ảnh hưởng đến những kiếp sống dưới trần gian, Ngài như một vị thượng đế từ bên trên. Trong mỗi kỳ điểm đạo, chân thần xuống như một làn chớp nhoáng, và trong phút chốc Ngài hợp nhất với chân ngã.
Sự hợp nhất này sẽ vĩnh viễn khi con người đắc quả chân tiên. Chân thần cũng xuống. Trong vài trường hợp khác, như trường hợp đã được đề cập trong quyển Những kiếp sống của An Siwon, khi em phát nguyện với Đức Phật. Tóm lại, do phương pháp này hay phương pháp kia, con người biết được, phân biệt và nhận thức được việc này đáng theo đuổi, còn việc kia thì không. Thì các bạn đây, tôi biết rằng ai cũng biết tính phân biệt, là mình phải nhận diện cái nào đúng, cái nào sai. Đúng thì mình theo và sai thì không nên theo. Nhưng trong quyển sách này, cái phần này đã cho chúng ta thấy cái sự giúp chúng ta phải biết phân biệt là chân ngã này, phàm ngã này và chân thần. Đó là ba cái điểm. Ở trên cùng là chân thần, kế tới là chân ngã, và ở dưới nữa là phàm ngã. Chúng ta phải biết cái sự liên lạc của nó ra sao. Và cho chúng ta biết rằng điểm đạo lần thứ nhất là lúc đó chân ngã hợp nhất với phàm ngã. Điểm đạo lần thứ năm là chân ngã đã hợp nhất với chân thần. Thì chúng ta đã coi những cái hình về cái hình mấy cái hột nguyên tử trường tồn và chân ngã với phàm ngã. Thì cái điểm hình tam giác đỏ ở trên đó là chân thần, và cái hình tam giác màu tím ở dưới là chân ngã. Và chân thần chính là đưa cho chị không? Chị bấm nha. Đây là chân thần, cái hình tam giác nhỏ này là chân thần. Và cái hình tam giác này là chân ngã. Và ba cái hình, cái hộp này đó là dưới này đại diện cho phàm ngã. Thì chúng ta phải biết phân biệt là mới đầu thì phàm ngã dáng làm sao, hoạt động hoặc cư xử làm sao để phàm ngã nó đồng hóa hoặc là hợp nhất. Từ phàm ngã nó hợp nhất với chân ngã. Nghĩa là trong chân ngã chúng ta chỉ, nghĩa là chúng ta phàm ngã trong chân ngã, nhưng mà chúng ta chỉ thấy những cái điều tốt của phàm ngã ở đây, hay là phàm ngã ở dưới này và chân ngã hai cái đồng nhất. Và sau đó làm sao mà để chân ngã hợp nhất với chân thần. Vì chân thần là một điểm liên quan của Thượng Đế, đã cho xuống cái chân ngã những điểm tốt của Ngài. Và sau cùng người ta kết luận là bất cứ vì phương pháp nào, chúng ta cũng phải biết phân biệt để biết được rằng là cái gì mình nên theo và cái gì mình không nên theo. Xin tôi xin hết. Nó bây giờ cái này là tóm tắt lại đó, hồi nãy mình nói chân ngã là gì đó. Thì có nhiều người mới thành ra không biết, thì đây là cái biểu hiện của chân thần, hình tam giác một lõi này nè. Là đi từ thượng đế ở tinh tối đại niết bàn, chân thần hạ sang xuống cho cái chân thần xuống đây nằm đây. Chân thần muốn xuống đây những con tháp này nè để kinh nghiệm, để tiến hóa thêm, thì chân thần phải mang những lớp áo tượng trưng bằng những cái hạt nguyên tử trường tồn, niết bàn, bồ đề, thượng trí, và xuống cõi dưới là phàm ngã, thì tượng trưng bằng cõi nguyên tử trường tồn hạ trí, nguyên tử trường tồn hợp dịch, tức là thể vía là nguyên tử trường tồn biến sắc. Thì đây là hồi nãy nói là chân ngã là cái phần này, nó còn giữ lại một phần tinh túy nào phía trên, còn phàm ngã đó nó bị xuống đây, nó bị lôi kéo vào trần nhiều quá, thành ra nó bị ảnh hưởng vào trần. Thật ra mình phải hợp nhất giữa cái phần thở với chân ngã như chị nói là đúng. Giờ mời anh xin bổ túc về cái phần mà phân biệt. Thì vấn đề mà phân biệt là cái phần quan trọng nhất trong vấn đề mà những người mà thông thân học của chúng ta, tùy theo trình độ của mỗi người mà lúc nào bất cứ một cái sự kiện nào, một cái sự việc nào, mình cũng nên đặt vấn đề phân biệt trên hết. Dù trong một giây hay một cái gì đó mình thoáng qua, mình nghĩ cái đó đúng hay sai, cái đó là theo cái này là theo cái bản ngã của mình hay là theo cái chân ngã của mình, thì cái đó là mình theo cái trình độ của mình mà mình phân biệt. Cái mỗi người là cái khác nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở một cái giai đoạn chưa là đệ tử,
thì mình cũng biết là phân biệt như thế nào. Và kể cả lên tới cái bậc gọi là niệm đạo lần thứ 5 rồi vẫn còn phân biệt. Lý do là những vị cao rồi mà họ vẫn nghĩ rằng họ là chân ngã. Còn mình bây giờ mình làm gì đó, mình do cái thể xác, do mình nghĩ mình là cái phàm ngã, mình làm do phàm ngã không? Tức là mình lẫn lộn. Bây giờ mình hiện giờ mình cố gắng làm sao mình phân biệt và mình làm sao để theo cái chân ngã của mình. Nhưng mà phân biệt tới một giai đoạn cao mình không thể đề cập tới, nhưng mà có nói rằng đã điểm đạo lần thứ 5 mà những vị đó vẫn còn là nói rằng tôi là chân ngã. Nhưng mà cái chân là cao của mình rồi, nhưng mà những người đó nghĩ rằng mình là chân ngã, đó là điều chưa đúng. Nhưng mà phải biết rằng lúc đó mấy người đó phải là chân thần. Thì trong cái câu mà hỏi mà tôi đặt ra trong cái đề tài mà của chị Thuấn đề cập là cái chân ngã đó, tôi mới muốn đề cao cái cao cấp cao nhất đó là chân thần. Nhưng mà những cái câu hỏi đây tôi xem lại cái tại bữa đó tôi có mặt, thì những cái câu hỏi và câu trả lời đưa lên là chân ngã, thật ra cái cao hơn đó là chân thần. Cảm ơn em. Bây giờ đại trang đọc cái phần số 2. Cái phần số 2 là phần bi là kế đó đó phải không ạ? Kế đó là dường như là giáo phải. Dạ. Đang em tưởng chị đại trang thế em lại mừng quá. Dạ có. Em thì đang rầu. Rồi em đọc phần B. Kế đó con người thấy rằng nó phải phát triển đức tính thứ nhì. Ở đây đức thầy gọi là hạnh không ham muốn. Bà tiến sĩ Annie Besant đã dịch là vô dục hay là lãnh đạm, đồng nghĩa với danh từ Vairagya của người Ấn Độ, có nghĩa là lãnh đạm đối với kết quả những hành động của chúng ta. Đức Thế Tôn diễn tả đức tính này hơi khác. Ngài dùng danh từ Nam Phạn Parikama. Khatma hay Kama có nghĩa là làm hay hành động, và Parikama có nghĩa là chuẩn bị hành động. Phải hiểu rõ đó là giai đoạn đặc biệt nhấn mạnh bổn phận làm lành, là vì yêu mến sự lành chứ không vì lợi lộc nào khác. Nhiều người cho rằng lãnh đạm đối với kết quả của hành động có nghĩa là phải thi hành bổn phận mà không cần bận tâm đến hậu quả của nó đối với kẻ khác. Trong phần sau của quyển này có nói: con phải làm điều lành, con không được làm điều ác. Dù những hiệu quả xảy ra thế nào cũng vậy, nhưng như thế không có nghĩa là phải làm theo ý muốn của chúng ta mà không cần lo nghĩ xem hành vi của chúng ta có ảnh hưởng thế nào đối với kẻ khác. Thật ra chính là kết quả tạo ra sẽ xác định hành vi thiện hay ác. Đệ tử của chân sư không nghĩ đến hậu quả đối với chính mình, nhưng hết sức quan tâm đến hậu quả gây ra cho kẻ khác. Và phần B nói về một hạnh nữa, là hạnh thứ nhì là hạnh không ham muốn. Thì không ham muốn khi chúng ta còn là phàm ngã thì vì sự đòi hỏi của xác thân thì có thể ham muốn rất nhiều về những vật chất, và tinh thần cũng bị chi phối khi mà hành động để vì danh, vì lợi, vì quyền, mà Đức Phật gọi là khạt ma. Đó là những hành động đó có thể làm chúng ta cứ bị nhân quả xâm ra và không có chấm dứt được. Thành ra nếu mà người đã đi vào đường đạo rồi thì cần có sự lãnh đạm đối với những ham muốn đó. Lãnh đạm đây là giống như hành động mà không có màng tới kết quả của sự việc. Điều này cũng giống như là giữ giới, hạn chế xác thân đối với những ham muốn của mình, của xác thân. Và như vậy thì sẽ tiến tới tiến tới một cái hành động cao cả nhất là hành động vô cầu, nghĩa là không có
dính tới ham muốn nữa. Dạ. Thầy có ý kiến thêm gì nữa này không? Nghĩa là trong cái yoga như mà chị Phương nói đó, yoga về hành động đó, Kama yoga đó, thì hành động mà không nghĩ đến cái kết quả của hành động, không chờ đợi nó. Như vậy có ai có phản đối không? Cái này là cao siêu lắm. Là cái hành này là khó, rất là khó thực hiện. Mình nói như muốn không đi, thì kể như là thường thường là muốn cái nào cũng không có tốt á. Anh nghĩ rằng kể cả muốn là thành Phật cũng là không phải, không đúng. Thành ra cái hành động mà không tham muốn đó, nó không trói buộc mình. Nhưng mà mình nói ngược lại, một người đó không có được tốt lắm, họ hành động rồi không, họ hành động xấu, họ lấy của người ta, ví dụ vậy, họ gạt gẫm người ta, mà họ nói tôi hành động rồi tôi không tham, tôi không tham muốn, quá thì không được, đúng không? Thì cái giai đoạn này như những cái đúng, cái giai đoạn là phải cao rồi, nghĩa là cái những hành động của mình là phải hành động vị kỷ, hoàn toàn vị tha thì mới được, chứ không phải mình động cái kỹ tôi cho với mình, muốn gì mình rồi mình nói tôi hành động nhưng mà tôi không muốn, cái quả là không đúng, chắc chắn cái quả sẽ đến thôi. Mà hành động tốt cũng nữa đi nữa cũng có kết quả tốt với mình thôi, mình không cần mong chờ, cái đó là cái nghĩa. Dạ, mời chị Phấn. Cái hành động không ham muốn này thì mới đưa mình đến chỗ siêu thoát. Bởi vì nếu mình còn ham muốn, kết quả là mình sẽ phải ở lại về cuộc đời hoài. Đúng rồi, đó là hành động tốt đó. Mình mà vẫn còn ham muốn. Là ba la mật. Ba la mật. Giống như là mình làm một việc ác á. Đúng. Thì đó là một dây xiềng để trói buộc mình kiếp sau. Bây giờ dây xiềng đó còn sắt á, cứng lắm, nó còn trói mình, chắc chắn là mình phải thấy kiếp sau. Nhưng mà nếu mình làm việc tốt á, việc phước lành á, mà mình ham muốn thì vẫn là một sự dễ xìm thôi, một dễ xìm một vàng như thế này, thì nó cũng bật tốt buộc mình cho. Mời bây giờ tới đại ca kìa. Dạ, tới con đúng rồi. Dạ rồi. Đức tính cần thiết thứ ba gọi là hạnh kiểm tốt, liên quan đến 6 quy tắc của người Ấn Độ gọi là Sasampati, theo danh từ năm phạn của Đức Phật dùng. Đức tính này được gọi là Upacara, nó có nghĩa là chú ý hơn là hành kiểm. Phải chú ý, cách giữ hành kiểm theo đường lối của 6 quy luật đã được quy định. Trong khi tiếp tục nghiên cứu sách này, chúng ta sẽ gặp ở phía sau những danh từ của Đức Thầy Kutumi dùng. Đức Phật gọi những danh từ ấy là Samo, tức yên tịnh, nghĩa là kiểm soát cái trí. Damo, tức khắc phục, nghĩa là kiểm soát xác thân. Kế đó là Uparati, Tikika, Samadhidhamma và Satha. Theo nghĩa từng chữ là đình chỉ, chịu đựng, chuyên cần và đức tin. Tôi đã ra công tìm kiếm ý nghĩa của những danh từ này trong những quyển từ điển chính, và cũng nhờ Đại Đức Hòa Thượng Hikaduwi Samagalathero, Tăng Thống Phái Phật Giáo Nam Tông dịch giúp tôi. Những từ ngữ này cũng tiêu biểu đức tin đặc biệt của phái đó. Chúng hơi khác đôi chút với lối dịch trong quyển dưới chân thầy. Đức tin ở đây gọi là đình chỉ. Trong quyển dưới chân thầy dịch là khoan dung, vì đây là vấn đề từ bỏ tư tưởng cạn hẹp của tôn giáo và sự mê tín, hoàn toàn cởi bỏ tất cả mọi ý tưởng cho rằng phương pháp của bạn hay hơn tất cả những phương pháp khác, cũng như từ bỏ ý tưởng cho rằng nghi thức hoặc lễ bái là cần thiết. Sự chịu đựng chỉ là một hình thức của sự an vui. Sự chuyên tâm phát xuất từ sự định trí và sự thăng bằng tập trung trọn đời vào một mục đích. Và như thế, nó cũng bao gồm ý nghĩa cương quyết. Đức tin là sự tin cậy Đức Thầy và cũng là sự tin chính mình nữa. Trong trường hợp, đức tin này không khác nhau, nhưng Đức Phật nói đến chúng với một quan điểm đặc biệt. Sự cần thiết của Đức Minh Triết
còn Đức Di Lạc và Đức Thầy Kutumi thì nhấn mạnh về sự cần thiết của tình thương. Khi dạy ASEAN, Đức Thầy cũng nhắm vào ý nghĩa thực tiễn hơn là phiên dịch những danh từ xưa. Dạ, theo như con nghĩ á, dạ, thì ở trong đây cái câu là chú ý hơn là mình chỉ lo cái hạnh kiểm. Bởi vì nếu như mình không chú ý đến tư tưởng của mình, đến hành động của mình, đến những cái suy nghĩ của mình để mình phân biệt giống như hồi nãy chú có dạy đó, dạ, thì mình sẽ không có hành động cho đúng đâu. Là tại vì mình luôn luôn mình nói mình muốn giữ cái hạnh kiểm tốt. Vậy thì thế nào gọi là một cái hạnh kiểm tốt cho đúng mực và đúng cái ý nghĩa của hạnh kiểm tốt? Mà muốn có một hạnh kiểm tốt thì mình phải chú ý đến tư tưởng của mình rất là nhiều. Nếu như một cái tư tưởng của mình xuất phát ra, mình phải coi coi cái tư tưởng đó của mình có chính đáng hay không, có trong sạch hay không, tư tưởng đó nó còn đượm màu của sự ích kỷ quá nhiều hay không. Dạ, thì mình phải thanh lọc nó từ từ thì mới đúng. Thành ra trong đây nói tới cái hạnh khoan dung, thì con thấy có những câu mà nó đánh động vào cái tâm hồn của con, là nó là khoan dung vì đây là vấn đề từ bỏ tư tưởng cạn hẹp của tôn giáo và sự mê tín. Dạ, nếu như mình lúc nào mình cũng bị bó buộc trong cái khuôn khổ của cái tôn giáo riêng mình không vượt ra ngoài biên giới của tôn giáo đi để đi trên đường đạo, thì nghĩa là vô tình mình đóng mình vào một cái khung rồi. Thì mình không bao giờ mà mình có thể mình mở cái tâm của mình, mở lòng của mình, mở trí của mình để mình học hỏi thêm những điều gì tốt đẹp trên đường đạo được hết. Và bởi vì thí dụ mình đạo Phật thì mình chỉ biết những gì Phật nói là chính đáng, còn Chúa nói thì mình lại không có chịu lắng nghe. Và thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng không có giúp gì được cho mình, mà ngược lại nó bó buộc mình rất là nhiều. Kế đó nữa là những cũng như từ bỏ ý tưởng cho rằng nghi thức hoặc lễ bái là cần thiết. Thì con thấy rằng những cái nghi thức, cái lễ bái đó là cái điều ở giai đoạn đầu là cần để thể hiện cái sự mà tôn kính của mình đối với các bậc thiên liêng. Nhưng mà không phải đó là một cái sự bó buộc mà lúc nào cũng phải có thì mình mới là đúng đi trên đường đạo. Mà là cái đó là cái điều mà mình phải mở thoáng ra. Dạ, thì con thấy rằng tóm lại á, là cái sự tin cậy vào Đức Thầy và tin cậy vào chính cái chân ngã của mình là cái điều rất là cần thiết. Nhưng làm sao để học mở trí để mình biết rằng mình tin tưởng vào chính mình thì sự hiểu biết đó của mình đã đủ chưa? Sự hiểu biết của mình nó đã đúng hay chưa? Thì để cho mình tin một cách nó chính đáng á, thì mình cũng phải có sự học hỏi từ Minh Triết Thiên Liên rất nhiều. Dạ, nói tóm lại thì con cảm ơn Hội Thông Thiên Học, con cảm ơn các chị tiền bối ở đây, đặc biệt con cảm ơn ba má con cảm ơn cô chú Hiệp với các bác ở đây cũng đã chỉ dẫn cho con và tạo cái điều kiện cho con học hỏi Minh Triết Thiên Liên rất nhiều ạ. Thì ra con cũng mong rằng tất cả các bạn mới cũng giống như những ai đó đã và đang cũng giống như sắp đi trên con đường Minh Triết Thiên Liên thì phải cố gắng nhiều hơn nữa để mỗi ngày mình mỗi tiếp nhận được nhiều hơn. Diễn tả là một cái câu là tôn giáo thì nhiều nhưng chân lý chỉ có một. Dạ. Vì vậy mà không có gì hơn chân lý, không có tôn giáo nào hơn chân lý. Dạ đúng rồi, con cảm ơn. Dạ. 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 Đại Trang nói cái cách diễn tả rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu lắm. Dạ, con cảm ơn con nhiều. Giờ tới Ngọc Lộng Đồng Chót. Dạ, thì em xin đọc. Đức tính cần thiết sau cùng là hạnh bác ái. Tiếng Phạn là Mumu Sava, nghĩa là sự nhiệt thành mong muốn được giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi và hợp nhất với đấng tối cao. Đó là điều Đức Phật đã gọi trong giáo huấn của Ngài là Anuloma, nghĩa là thứ tự trực tiếp hay sự liên tục. Điều này có nghĩa là sau khi phát triển các đức tính khác, con người phải ước mong thoát khỏi những sự hạn chế của thế gian và được hợp nhất với đấng tối cao để trở thành cộng sự viên của Ngài. Rồi Ancion nói tiếp, tôi sẽ cố gắng nói cho bạn nghe
những gì Thầy đã dạy tôi về mỗi một trong những đức tính kể trên. Đến đây mới bắt đầu phần chính của tác phẩm Dưới Chân Thầy. Và theo sự hiểu biết thiển cận của em thì hạnh bác ái, tức là lòng từ ái, là một trong là một đức tính rất là hệ trọng trong bốn đức tính mà chúng ta vừa nêu qua. Lòng từ ái tức là đầy đủ sức mạnh, nó sẽ giúp cho sự phát triển của ba đức tánh như là tính phân biện, hạnh không ham muốn và hạnh kiểm tốt một cách trọn vẹn hơn. Lòng từ ái tức là mình ái nhân, ái vật, tức là mình thương người với tình thương vị tha, không vì tư lợi cho mình. Ngoài lòng thương người thì dần dần ta còn tập thêm một cái tánh là thương tới cầm thú và cho những tới côn trùng và thảo mộc nữa. Là người đi theo trên con đường đạo, tức đường minh triết thiêng liêng, thì chúng ta nên tập hành những hạnh bác ái để thể hiện đức háo sanh của Đức Thượng Đế ở trong ta đối với người và vạn vật. Vì Thượng Đế là từ bi và bác ái, và một khi lòng vị tha và tình thương tràn đầy trong ta thì một ngày kia chắc chắn ta sẽ hiệp nhất với Ngài và để làm một người phụng sự hữu hiệu hữu ích. Em xin cảm ơn. Xin giải thích tại sao bác ái là sự nhiệt thành mong muốn được giải thoát khỏi trầm luân hồi sinh tử. Tại sao bác ái là sự mong muốn? Tại vì dạ thưa, trong lòng thương của mình thì từ cái tình thương mình không nói những điều ác, những điều hại người, thì cái dòng luân hồi và nhân quả của mình nó sẽ không tạo ra từ cái lòng thương của mình, mà lòng thương này là lòng thương vị tha chứ không phải gì cho mình. Nếu lòng thương gì cho mình thì mình vẫn phải bị nhân quả để đầu thai xuống để làm mình hưởng những cái mà mình đã làm. Đó là thiện ý của em. À, thì cái này nếu mà mình không để ý đó, mình thấy con này nó không có, nó nói hơi kỳ, tại vì nó hành bác ái là sự nhiệt thành mong muốn được giải thoát. Mình mong muốn được giải thoát đó, tức là có muốn trong có điều kiện, có mong muốn mình giải thoát. Còn những nhà, ví dụ những nhà tu hành chân chính đó, nói tôi sẽ phụng sự nhân loại, tôi sẽ đợi cho nhân loại giải thoát hết, cuối cùng đó, tôi sẽ là người cuối cùng được giải thoát. Còn thì câu này nó, nếu mình cắt nghĩa ra đó, mình cái đoạn này đó thì nó hơi có cái một chút xíu không. Mình mong muốn được giải thoát mà tại sao gọi là bác ái? Mình phải ở lại, mình giúp đỡ cho những người chưa có minh triết, mình có minh triết đi nữa mình cũng phải ở lại giúp đỡ. Ví dụ Đức Thiên Sư của mình chẳng hạn, điểm đạo lần thứ 7, thứ 6 rồi mà Ngài vẫn ở lại để giúp đỡ cho nhân loại. Ngài không nhập Niết Bàn, Ngài không tiếp vào con đường đó mà Ngài ở lại. Thì ai có ý kiến nào? Tôi nghĩ là mong muốn được giải thoát là bước đầu. Tại vì nếu mình không mong muốn được giải thoát mà mình nói rằng cuộc đời này sung sướng quá thì mình không giải thoát, mình không có tiến được. Thành ra bước đầu là cái giải thưởng của mình là giải thoát. Rồi sau đó khi mà mình đã được một cái mức độ nào đó thì cái tâm thức của mình lúc nào cũng an lạc. Mình sẽ quay trở lại giúp đỡ trong cái tâm thức an lạc, chứ không phải là mình bị chìm đắm nữa như trước. Cái vấn đề mà giải thoát ở đây, thí dụ như Đức Thầy thứ sáu đã điểm đạo thứ năm đã là giải thoát rồi, cái thành thử cái vấn đề mà danh từ mà giải thoát, thì trong cái ý bài này cũng như anh Tài nói về vấn đề mà đức bác ái đây đó, là về tình thương, tất cả phát sanh từ tình thương, là nói về sự quan trọng của tình thương. Thì mình phải biết rằng cái trong cái giai đoạn của mình đó là giai đoạn thấp, cái tình thương là quan trọng tất cả. Nếu mình hành động phát xuất từ tình thương đó là quan trọng nhất. Thì cái điều kiện mà mình thấy rằng muốn điểm đạo lần thứ nhất thì có những cái hạnh, những cái gì nhiều lắm á, thì nó song song, không cần phải 100%,
Nhưng mà cái chấm cái được cái đó là cái tình thương, phát xuất từ tình thương, là cái nhiều nhất là cái vấn đề tình thương để mà được điểm đầu làm thứ nhất. Đúng rồi, thì mình phải hiểu cái vấn đề giải thoát ở đây đó, không phải là cho mình. Đúng rồi. Mà giải thoát là mình mong muốn được kết hợp với Thượng Đế, và Thượng Đế là tình thương. Tại vì nó có thể liên hệ với nhau như anh Tài nói đó là rất đúng. Chỉ là Thượng Đế sinh ra vũ trụ này kia đó, Ngài có tình thương đối với tất cả mọi vạn vật, mọi người, mọi vật. Thật ra mình mong muốn được giải thoát là mình càng ngày mình giải hợp nhất với Ngài, tức là đem cái tình thương của Ngài cho thế gian. Thì cái câu này nếu mình giải thích như vậy thì nó không có À, bây giờ mình còn ở trình độ loài người đó, thì mình mong muốn được điểm đạo lần thứ nhất. Mà được điểm đạo lần thứ nhất trở đi đó là cái tâm thức mình lúc nào cũng ở cõi Bồ Đề. Mà cõi Bồ Đề là cõi tình thương, tức là khi mình ở cõi Bồ Đề là mình coi tất cả mọi người đều giống nhau, đều giống như mình, mà mình có thể đạt địa vị với bất cứ ai. Thì khi mà tâm thức mình ở cõi Bồ Đề, tức là mình phát triển tình thương nhân loại, chứ không phải là tình thương vị kỷ. Đó là cái mình giải quyết được cái nan đề hơi nghịch lý, nghịch lý chút xíu. À, bây giờ mình làm lễ chấm dứt mọi gì thì đọc được không? Hay làm được rồi. Để cái mic lại đó. Nguyện cầu vạn vật thái bình.